Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 67. Nói xong, hắn bắt đầu luyện chế thi thể của ma chủ. Ma chủ đã truyền cho hắn một vài tâm pháp và bí thuật quan trọng, vì vậy bây giờ hắn chỉ cần làm theo là được. Hai cô gái Liên Thiển cũng không làm phiền Diệp Huyên, hai người bèn lui ra ngoài. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, khoảng chừng 3 ngày sau, trong phần mộ đó, đột nhiên xuất hiện một luồng hơi thở mạnh mẽ. Luồng hơi thở này càng lúc càng mạnh, ước chừng một canh giờ sau. Một luồng áp lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện tràn ngập trong tháp giới ngục, trong chốc lát, cả tháp giới ngục chợt run rẩy kịch liệt. Đế thi. Trong phần mộ đó, ở trước mặt Diệp Huyên, thi thể của ma chủ lặng lẽ đứng trước mặt hắn. Lúc này xung quanh thi thể ma chủ có một dòng khí màu đen vây quanh như dây thừng, hơi thở trên người tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Vị chi cảnh. Thực lực của đế thi này ít nhất cũng là vị chi cảnh. Nhìn đế thi trước mặt, Diệp Huyên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khẽ thi lễ, nhắn gửi của tiền bối, ta nhất định khắc ghi trong lòng. Nói xong, hắn quay người rời khỏi mộ. Hắn không đưa đế thi ra ngoài mộ, bởi vì trong phần mộ này có khí âm linh vô cùng tinh khiết, có thể liên tục nuôi dưỡng thân xác ma chủ. Ở tầng thứ 6, Diệp Huyên đi đến trước quan tài băng kia, nhìn quan tài một lúc thật lâu. Hắn thấp giọng thở dài sau đó định rời khỏi tháp giới ngục, thì lúc này, tầng thứ 2 bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Diệp Huyên giật mình, vội vàng xuất hiện ở tầng thứ 2, vừa đến thì một làn khói đặc đã phả vào mặt. Diệp Huyên vung tay phải, trực tiếp đánh tan làn khói đó. Khói mù tan đi, trước mặt hắn là mảnh vỡ nhỏ của lò luyện thuốc, Tiểu Linh Nhi ngồi ở trước lò, cả gương mặt nhỏ của cô bé trở nên đen nhẻm, giống như bị nhuộm đen vậy. Tiểu Linh Nhi khẽ lau mặt, có chút chán nản. Diệp Huyên đi đến trước mặt Tiểu Linh Nhi hỏi, người đang làm gì vậy? Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, có phần lo lắng, luyện đan. Luyện đan. Diệp Huyên nhìn xung quanh sau đó nói, thất bại rồi. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Diệp Huyên ngồi xuống trước mặt Tiểu Linh Nhi, cười nói, mới thất bại một lần mà thôi, đừng sợ, từ từ mà làm. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, người không mắng ta sao? Diệp Huyên cười nói, người lại không phải làm chuyện xấu. Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi lập tức nhảy lên, cô bé phấn khích nói, người để ta luyện đan sao? Diệp Huyên khẽ cười, đương nhiên, đây không phải chuyện xấu, không phải sao? Tiểu Linh Nhi vội gật đầu, không phải chuyện xấu. Diệp Huyên xoa nhẹ đầu Tiểu Linh Nhi, nhưng mà người phải cẩn thận, tuyệt đối đừng làm chuyện quá nguy hiểm. Hơn nữa, nếu có vấn đề gì nhất định không tự mình làm loạn, phải hỏi ta hoặc mấy người Viêm gia tỷ tỷ, có biết chưa? Hắn phát hiện, Tiểu Linh Nhi người nhỏ quỷ lớn, chỉ đơn thuần áp chế là không được, càng không cho cô bé làm thì có thể cô bé lại càng làm, hơn nữa còn lén lén lút lút mà làm, vì vậy hắn quyết định cấm không bằng cho qua, dùng phương pháp hướng dẫn để giáo dục cô bé. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tiểu Linh Nhi vội gật đầu, được. Diệp Huyên cười nói, người luyện đan, nếu có chỗ nào không hiểu có thể đi hỏi Liên Thiển tỷ tỷ mới đến thử xem, có lẽ nàng ấy hiểu biết rất nhiều. Tiểu Linh Nhi khẽ chớp mắt, nàng ấy sẽ nói cho ta sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, có. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười, bây giờ ta đi ngay. Nói xong, cô bé quay người chạy đi. Diệp Huyên sững người, sau đó lắc đầu khẽ cười. Một lúc sau... Diệp Huyên đi đến cửa tháp giới ngục nhìn thấy 6 câu chân ngôn kia, hắn lại trầm mặc. Rốt cuộc 6 câu chân ngôn này mạnh đến thế nào? Trong lòng hắn không có thông tin gì. Bởi vì Liên Thiển không cho hắn đoán bậy. Nhưng theo như hắn đoán, cái này có lẽ không hề yếu, dù sao cũng là do chủ tháp lưu lại. Một lúc sau Diệp Huyên xoay người rời đi. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên không lập tức quay về bắc cảnh, hắn muốn ở bên cạnh Diệp Liên. Đồng cỏ xanh mát, mênh mông vô tận. Diệp Huyên kéo tay Diệp Liên, hai huynh muội cứ chậm rãi đi như vậy, sau lưng hai người là một đàn dê nhỏ. Những con dê này đều là do Liên Thiển nuôi. Ca! Đột nhiên Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, sau này chúng ta cũng tìm nơi như vậy sống thật tốt, có được không? Diệp Huyên cười nói, muội thích nơi này. Diệp Liên gật đầu, thích, ở đây không tranh đấu, không chém giết. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, không thể không nói quả thực nơi này rất tốt, nhất là đối với hắn. Hàng năm qua,
hắn vẫn luôn ở trong vòng luẩn quẩn giết người và bị người giết, rất ít khi có cảm giác mãn nguyện thế này. Hắn có chút chán ghét giết chóc. Nhưng hắn biết rõ, hắn bắt buộc phải tiếp tục chém giết. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được lựa chọn cuộc sống thế nào. Kẻ yếu, không có lựa chọn. Rất nhiều người nói cuộc sống bình thường cũng tốt, thật ra, cái gọi là cuộc sống bình thường chỉ là cái cớ bản thân tự mình tìm cho mình, bởi vì hắn ta chỉ có thể trải qua cuộc sống bình thường mà thôi. Chưa từng đạt đến đỉnh cao thì có tư cách gì nói bình thường. Trên đồng cỏ, hai huynh muội chậm rãi bước đi. Trên đường, hai người có cười có nói, thời khắc này hai huynh muội họ vô cùng vui vẻ. Ca, sau này muội có mấy tẩu tử? A, sao lại hỏi chuyện này? Ca, huynh xem, bây giờ có An tỷ, còn có Liên tỷ, trong tháp cũng có vài tỷ tỷ, còn có cả Tiểu Cửu tỷ tỷ, những tỷ tỷ này huynh đều không cần sao? Diệp Huyên, Diệp Liên nghiêm túc nói, bọn họ đều sẽ là tẩu tử của muội sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, đừng nói bậy. Diệp Liên hỏi, chẳng lẽ huynh không thích bọn họ sao? Diệp Huyên, Diệp Liên đang muốn nói thì đột nhiên Diệp Huyên lại lên tiếng, nếu huynh tìm cho muội nhiều tẩu tử như vậy, muội không lo lắng sau này trong lòng huynh chỉ có tẩu tử không có muội sao? Diệp Liên cười ngọt ngào, đối với ca mà nói, tẩu tử có thể có rất nhiều, nhưng muội muội vĩnh viễn sẽ chỉ có một, không phải sao? Diệp Huyên cười ha ha, hắn khẽ xoa đầu Diệp Liên, muội đấy, cả ngày đừng có nghĩ mấy chuyện không đâu, tu luyện cho tốt mới đứng đắn. Đột nhiên Diệp Liên dừng bước, cô bé nhìn Diệp Huyên, ca, muội cảm thấy, nếu huynh không thích người ta thì nhất định phải nói cho người ta, đừng làm trễ nãi người ta. Nếu là thích người ta thì phải thể hiện thái độ với người ta, đừng khiến người ta sốt ruột. Diệp Huyên búng nhẹ vào trán Diệp Liên, có muội suy nghĩ bậy bạ nhiều đấy. Diệp Liên bắt lấy tay Diệp Huyên, nghiêm túc nói ca, muội là nghiêm túc đó. Diệp Huyên cười nói, muội xem hoàn cảnh hiện tại của ca ca muội, người muốn giết ca ca muội có thể xếp hàng từ Thanh Thành đến tận đây đấy. Lúc này, ca ca của muội làm gì còn thời gian bàn chuyện tình cảm? Chê mình sống quá lâu sao? Hơn nữa, bây giờ nếu huynh ở cùng với bọn họ thì nhất định bọn họ sẽ bị rất nhiều người nhắm vào, muội xem muội đi. Bởi vì muội ở cùng với huynh mà muội đã bị nhắm vào biết bao lần rồi. Diệp Liên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cũng đúng. Diệp Huyên cười nó, chúng ta phải quay về thôi. Diệp Liên gật đầu, cô bé nhìn xung quanh, ánh mắt có chút không nỡ. Diệp Huyên khẽ nói, ca ca đồng ý với muội, sau này sẽ cố gắng rút bớt thời gian đi cùng muội nhìn ngắm các nơi trên thế giới, có được không? Diệp Liên cười nói, được. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó kéo Diệp Liên biến mất. Hai huynh muội vừa rời đi không lâu thì một ông lão tóc bạc đột nhiên xuất hiện trong sân. Mà ở trước mặt ông lão tóc bạc là một cô gái đang đứng. Chính là Liên Thiển. Ông lão tóc bạc nhìn Liên Thiển, ngươi lại thoát ra từ khi nào? Liên Thiển lạnh giọng nói, ta lại không hiểu, chí bảo ngũ duy kia thật sự tốt như vậy sao? Ông lão tóc bạc cười lạnh, nếu không tốt. Tại sao ngươi không để tên Diệp Huyên kia giao ra? Nếu hắn nguyện ý giao bảo vật này ra, thần điện ta cho hắn một con đường sống thì thế nào? Liên Thiển lắc đầu cười, giao tháp kia ra. Thứ nhất, cho dù hắn giao tháp kia ra thì thần điện ông cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn càng yêu nghiệt, thần điện càng nghi kỵ. Thứ hai, nói thật thì, trái lại ta cũng hy vọng hắn giao tháp kia cho thần điện ông, bởi vì nếu vậy thì sau này thần điện mới phát hiện bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào. Ông lão tóc bạc nhìn Liên Thiển chằm chằm, người hoàn toàn không biết gì về thực lực của thần điện ta. Liên Thiển lạnh giọng nói, ta không tranh cãi với ông, các ông muốn đối phó thì cứ tiếp tục đối phó, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Ông lão tóc bạc không ra tay, bởi vì không có ý nghĩa gì cả, hơn nữa ông ta không nắm chắc sẽ giữ lại cô gái trước mắt. Ở phía xa, Liên Thiển dừng lại. Nàng ta chợt nói, ta còn muốn nói thêm một câu, các người thật ngu xuẩn. Nói xong nàng ta lập tức biến mất. Tháp giới ngục. Thật ra, không phải ai cũng có thể sở hữu được tháp vỡ này. Cũng chỉ có Diệp Huyên, cái tên có vô số chỗ dựa sau lưng này mới có thể chống đỡ được nhân quả do tháp giới ngục mang lại. Nếu không phải cô gái váy trắng kia ở phía sau chống đỡ cho Diệp Huyên thì Diệp Huyên này e là chết 100 lần cũng chưa hết.
Mà thần điện này có thể chống đỡ được nhân quả của tháp giới ngục sao? Chắc chắn không thể. Bởi vì nàng ta đến từ vũ trụ ngũ duy, biết rất rõ nhân quả của tháp này kinh khủng đến thế nào. Thật ra, cho dù là Diệp Huyên cũng chưa chắc có thể chống đỡ được hoàn toàn. Diệp Huyên chống đỡ được hay không, cuối cùng phải nhìn vào thực lực của cô gái váy trắng. Rốt cuộc thực lực của cô gái váy trắng này đạt đến trình độ nào? Nàng ta cũng không biết. Trong sân, ông lão tóc bạc nhìn bóng lưng Liên Thiển rời đi, vẻ mặt vô cảm. Một lúc sau, ông lão tóc bạc cười lạnh, vậy thì cùng các ngươi đấu một trận. Từ trước tới nay, thần điện đều biết cô gái váy trắng này rất mạnh, cũng biết Diệp Huyên không đơn giản, bởi vì cho đến hiện tại, càng lúc càng có nhiều người thần bí sức lực kinh khủng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Chắc chắn Diệp Huyên không đơn giản. Thế nhưng, thần điện cũng không lựa chọn từ bỏ. Vì sao? Ngoài nguyên do vị trí bảo ngũ duy kia, còn có một nguyên do nữa, là bản thân thần điện có đủ tự tin. Một lát sau, ông lão tóc bạc ngẩng đầu nhìn chân trời tinh không xa xôi, nhẹ giọng nói có lẽ thư sinh cũng đã đến rồi nhỉ. Thư sinh. Chỉ cần thư sinh cùng cô gái váy trắng kia đấu một trận, sau khi thần điện biết được thực lực của cô gái váy trắng kia thì thần điện sẽ lập tức ra tay. Chân áp cô gái váy trắng trước, sau đó giết Diệp Huyên. Trong tinh không xa xôi, thư sinh của thần điện ngự không lao đi. Hiện tại, y đã tăng tốc độ của bản thân đến cực điểm. Lúc này ý chí chiến đấu của y dâng cao, bây giờ chỉ muốn tìm thấy cô gái váy trắng đó sớm một chút, sau đó đánh một trận. Đánh! Thư sinh càng tiến về phía trước, ý chí chiến đấu trên người càng tăng mạnh, đến cuối cùng, ý chí chiến đấu trên người y đã biến đổi. Tốc độ thư sinh càng lúc càng nhanh, cuối cùng, ở một vùng tinh không chưa biết, y đã nhìn thấy người mà mình vẫn luôn muốn tìm kia. Trong tinh không xa xôi đó, một cô gái đang đứng đó, mặc váy trắng, hai tay chắp sau lưng. Trước mặt cô gái váy trắng không xa là một quan tài đá màu đen trôi lơ lửng. Xung quanh quan tài bị những dây xích và những cánh tay màu đỏ bao quanh, ở phía trước quan tài đá đó là một người đàn ông trung niên lưng gù đang đứng. Người đàn ông trung niên mặc áo vải màu đen, chỉ có một tay, một chân, một mắt, tay phải đang để trên quan tài đó. Người đàn ông trung niên nhìn cô gái váy trắng, con mắt duy nhất của trông vô cùng nghiêm trọng. Khi nhìn thấy thư sinh, người đàn ông liền nhìn sang thư sinh, mà khi đó... Bên trong cơ thể thư sinh đột nhiên bùng phát một luồng hơi thở mạnh mẽ. Trong chớp mắt, tinh không xung quanh lập tức bị chấn động sôi trào. Vị chi cảnh. Khoảnh khắc khi nhìn thấy cô gái váy trắng, vậy mà thư sinh lại trực tiếp đạt đến vị chi cảnh trong truyền thuyết. Thư sinh nhìn cô gái váy trắng, khẽ nhếch miệng, tại hạ là thư sinh của thần điện, xin các hạ chỉ giáo. Trong lời nói, tràn ngập sự tự tin vô song. Tự tin. Lúc này thư sinh đã nắm giữ sự tự tin vô địch. Y có thực lực này, vị chi cảnh. Cảnh giới này, đứng nói là hiện tại, cho dù đặt trong lịch sử của cả đại thế giới huyền hoàng năm xưa thì cũng xếp vào top đầu. Vị chi cảnh, chính là cường giả mạnh nhất. Khiêu chiến. Bấy giờ trong lòng thư sinh đó đã tràn ngập ý chí chiến đấu. Trên đường đến, tâm trạng của y từ sự kiêng dè lúc đầu bỗng biến thành không chút lo sợ. Mà sự biến hóa tâm trạng này trực tiếp khiến cho y đột phá khỏi ràng buộc của bản thân, đạt tới vị chi cảnh trong truyền thuyết. Lúc này y rất muốn đánh một trận. Nếu như đánh với cô gái váy trắng, nói không chừng còn có thể nâng lên một bậc nữa. Cô gái váy trắng xoay người nhìn về phía thư sinh, vẻ mặt nàng ấy bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, ánh mắt này có chút gì đó khiến người ta sợ hãi, giống như một vị thần ở trên cao đang nhìn con giun con dế trên mặt đất nhân gian vậy. Tay phải của thư sinh từ từ nắm chặt lại, vẫn mong các hạ chỉ giáo. Dứt lời, một luồng khí thế cực lớn đột nhiên cuộn trào ra từ trong cơ thể y, sau đó bao phủ lấy cô gái váy trắng. Nhưng luồng khí thế này còn chưa đến gần thì cô gái váy trắng đã biến mất tăm. Nhìn thấy cảnh tượng này, thư sinh hơi cau mày lại, trong mắt y thêm vẻ nghiêm trọng, y nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng, vẫn mong các hạ chỉ giáo. Cách đó không xa. Người đàn ông một chân ấy liếc nhìn thư sinh và cô gái váy trắng, im lặng không nói câu nào. Cô gái váy trắng nhìn thư sinh, không nói gì cả. Vẻ mặt thư sinh bỗng lạnh băng, tại hạ khiêu chiến. Cô,
Người đàn ông một chân bên cạnh chợt nói, nàng ấy đã ra tay rồi. Thư sinh nhìn người đàn ông một chân, y cau mày lại, ý ông là gì? Người đàn ông một chân nhìn thư sinh, không nói gì cả. Thư sinh đang định nói thì đúng lúc này sắc mặt y bỗng thay đổi, hai tay vội bưng lấy cổ mình, máu tươi ở đó đang phun ra như suối. Giờ khắc này đây, thư sinh như chết lặng. Y nhìn cô gái váy trắng phía xa xa với vẻ khó mà tin được cô. Cô ra tay lúc nào vậy? Cô gái váy trắng không trả lời lại, nàng ấy quay người nhìn chiếc quan tài màu đen gần đó, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thư sinh vẫn muốn hỏi gì đó thì người đàn ông một chân bên cạnh đột nhiên nói, kiếm của nàng ấy đã vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Nói đơn giản là ngươi quá yếu, bởi vậy nên ngươi không thể nhìn thấy nàng ấy xuất kiếm. Thư sinh chợt gào lên, không, ta là vị chi cảnh, sao lại không nhìn thấy nàng ấy xuất kiếm cơ chứ? Không thể nào. Lúc này, người đàn ông một chân nói, sự yếu kém đã hạn chế sức tưởng tượng của ngươi. Phụt. Trong miệng thư sinh phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của y trở nên đờ đẫn, giờ khắc này, niềm tin võ đạo trong đầu y đã sụp đổ trong nháy mắt. Tu luyện một đời, hơn nữa còn đạt tới vị chi cảnh. Thế nhưng ngay cả một chiêu kiếm của người ta cũng không đỡ nổi. Đúng lúc này, người đàn ông một chân chợt nói, nàng ấy chỉ là một phân thân. Thư sinh ngây cả người, ngay sau đó, cả cơ thể y trực tiếp ngã ra phía sau. Mà khoảnh khắc y ngã xuống, một tấm bùa chú trong tay y đột nhiên bay ra. Tấm bùa chú này xuyên qua từng tầng tinh không, cuối cùng đến trước thiên môn của thương khung giới ở đại thế giới huyền hoàng. Trước thiên môn. Ông lão tóc bạc xòe tay phải ra, tấm bùa chú đó rơi vào trong tay lão, sai đó bốc cháy, cùng lúc đó một âm thanh từ trong đó truyền ra, không được. Không được. Ông lão tóc bạc hơi cau mày lại, sau khi trầm ngâm một lát, lão nhẹ giọng nói, không được bất cẩn. Nói xong, lão xoay người rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong tinh không nào đó, thi thể thư sinh từ trong tinh không chậm rãi rơi xuống. Hai mắt y vẫn mở to, chết không nhắm mắt. Cách đó không xa, cô gái váy trắng bước đến phía trước chiếc quan tài màu đen. Người đàn ông một chân ở bên cạnh hơi cúi đầu, lặng im không nói gì cả. Mặc dù sắc mặt ông ta khá là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ. Mạnh! Cả đời này ông ta chưa từng gặp người nào mạnh như vậy. Giết chết vị chi cảnh trong chớp mắt. Sức mạnh này khiến ông ta hơi khó hiểu. Đó là cường giả vị chi cảnh. Nhưng lại bị cô gái váy trắng giết chết chỉ bằng một phát kiếm như vậy. Nếu như chuyện này không phải là xảy ra ở trước mặt ông ta thì có đánh chết ông ta cũng không thể tin được. Lúc này, cô gái váy trắng đã đi đến phía trước chiếc quan tài màu đen đó, người đàn ông một chân nói, nguy. Nói đến đây, ông ta đột nhiên nuốt vào từ phía sau. Nguy hiểm. Người đàn ông một chân cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Cô gái váy trắng liếc nhìn người đàn ông một chân, sau đó nói, thứ gì đây? Người đàn ông một chân trầm giọng nói, cơ thể của một vị địa tiên đang ngủ say. Cơ thể của địa tiên. Cô gái váy trắng nhìn cỗ quan tài, sau đó quay người rời đi. Thấy cảnh tượng này, người đàn ông một chân đó lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này, trong cỗ quan tài đó, một luồng khí tức đột nhiên tuôn ra, luồng khí tức này lao thẳng về phía cô gái váy trắng. Nhìn thấy tình cảnh này, người đàn ông một chân lập tức thay đổi sắc mặt, thầm nói gay rồi. Đúng lúc này, cô gái váy trắng bỗng xoay người lại, ngay sau đó, một đường ánh kiếm trực tiếp chém nát luồng khí tức kia. Ánh kiếm này cũng chưa biến mất, nó dùng tốc độ cực nhanh mà xông thẳng vào trong quan tài. Xoẹt! Một âm thanh xé rách chói tai đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một tiếng gào thét phẫn nộ cũng vang lên, hỗn xược, dám mạo phạm bổn tiên. Dứt lời, nắp quan tài bỗng dưng được mở ra. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không cứ thế sùng sục như nước đang sôi. Đồng thời, toàn bộ tinh không đột nhiên trở nên tối tăm, những ánh sao xung quanh bắt đầu tắt ngóm. Thanh thế cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, bộ thi thể toàn thân bọc vải trắng trong cỗ quan tài đó chậm rãi đứng dậy rồi đánh một quyền về phía cô gái váy trắng. Ầm. Trong giây lát, mảnh tinh không nào đó này bỗng trở nên hư ảo. Đồng thời, một đường quyền ấn cực mạnh ép thẳng về phía cô gái váy trắng. Gương mặt cô gái váy trắng không chút cảm xúc, nàng ấy tiện tay vung một cái,
một đường ánh kiếm phi ra một cách chấn động. Ầm, đường quyền ấn đó trực tiếp bị phát kiếm này chém nát. Còn thi thể trên cỗ quan tài cũng lập tức bay lùi ra xa gần vạn dặm. Mà hắn ta vừa dừng lại, một đường ánh kiếm hư ảo đã ghim vào ấn đường. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông một chân gần đó hơi giật giật khóe miệng, cơ thể ông ta đang run lên, thời khắc này ông ta sợ hãi vô cùng. Người đàn ông quấn vải đó ngây cả người, sau đó nhìn về phía cô gái váy trắng nơi xa xa, cô. Thật sự làm bổn tiên ta bị thương rồi. Cô gái váy trắng mang theo vẻ mặt hờ hững, cái đám như run như dế các ngươi mà cũng dám tự xưng là tiên. Cho dù là tiên thì có thể tiếp được một kiếm của ta hay không? Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Người đàn ông quấn vải phía sau kinh hãi nói, cô. Rốt cuộc cô là ai? Cô gái váy trắng vung tay phải lên, một bức chân dung xuất hiện trước mặt người đàn ông quấn vải, tạm thời giữ lại cái mạng chó của ngươi. Thanh kiếm chỗ ấn đường của ngươi chỉ có người này mới có thể lấy được. Nếu như hắn lấy thanh kiếm này xuống thì ngươi theo hắn 10 năm, nếu như dám có suy nghĩ gian dối, cho dù ngươi ẩn nấp đến ngũ duy, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại thế giới huyền hoàng, ánh mắt lạnh băng, một đám run rế, vũ trụ tứ duy này, nhìn mà thấy chán. Nói đến đây, trong mắt nàng ấy đột nhiên xuất hiện sát ý, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó. Sát ý ấy lại bị nàng cố gắng đè ép xuống. Hắn vẫn ở tứ duy. Cô gái váy trắng phất áo rời đi, trong chớp mắt đã biến mất trong tinh không nơi xa xa. Người đàn ông quấn vải đứng ngây ra tại chỗ, hắn ta căn bản không thể nhúc nhích. Bởi vì chỗ ấn đường của hắn ta đang bị một thanh kiếm hư ảo cắm vào, thanh kiếm đó cứ ghim hắn ta lại như vậy, khiến cho hắn ta không thể nào cựa quậy được. Người đàn ông quấn vải không hề phản kháng. Bởi vì càng phản kháng, thanh kiếm kia càng làm hắn ta thương tổn nhiều hơn. Mà hắn ta không có năng lực thoát khỏi thanh kiếm hư ảo này. Hắn ta biết mình gai to rồi. Cách đó không xa, người đàn ông một chân hơi cúi đầu, im lặng không nói gì cả. Giờ đây ông ta rất vui mừng, cũng may lúc mới bắt đầu gặp cô gái váy trắng cũng không nói mấy lời thù ghét lẫn nhau. Tính khí cô gái váy trắng nóng nảy. Nếu như ông ta có lỡ nói chuyện bất kính thì sợ là đầu một nơi thân một nẻo rồi. Có những lúc, làm người phải biết điều một chút thì sẽ không rước họa vào thân. Đúng lúc này, người đàn ông quấn vải đó đột nhiên nói, đi tìm người này. Nói xong, bước chân dung trước mặt hắn ta bỗng bay tới trước mặt người đàn ông một chân. Người đàn ông một chân khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy bước chân dung rồi xoay người rời đi. Không lâu sau ông ta đã biến mất trong tinh không. Người đàn ông quấn vải trầm ngâm một lúc. Cơ thể của địa tiên, rất nhiều người không hiểu cái này có nghĩa là gì. Nhưng bản thân hắn ta rất rõ. Nhưng cơ thể của hắn ta vậy mà cũng không thể đối phó được một chiêu kiếm của người con gái kia. Một chiêu kiếm cũng không chống đỡ được. Một chiêu kiếm. Người đàn ông quấn vải gào thét trong lòng. Một lát sau, trong lòng hắn ta tràn ngập cay đắng. Tại sao bản thân mình lại gặp phải loại quái vật này? Bây giờ hắn ta chỉ hy vọng người đàn ông một chân mau chóng tìm được chàng trai trong bức chân dung kia. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên quay lại Bắc Cảnh, mà lúc này Bắc Cảnh đã không còn là Bắc Cảnh lúc trước. Bởi vì bây giờ Tiên Kiếm Tông, Kiếm Võ Môn, Nhà Hiên Viên và Vu Tộc đều đã liên minh với Bắc Cảnh. Hiện tại thực lực của Bắc Cảnh có thể nói là mạnh hơn bao giờ hết. Phải biết rằng, ở tinh vực khác, những thế lực như Kiếm Võ Môn cũng có địa bàn cực lớn. Nhưng hiện tại Bắc Cảnh cũng gặp phải một vấn đề lớn. Thần Điện. Thế lực siêu cấp ở thương khung giới. Thần Điện phía trên cao đó, hiện nay vẫn chưa có ai biết được thực lực của bọn họ. Trong Đại Điện của Bắc Cảnh, Diệp Huyên xếp bằng trên mặt đất. Trước mặt hắn là Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyên hỏi, gần đây Thần Điện có động tĩnh gì không? Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, chẳng có động tĩnh gì cả. Diệp Huyên trầm ngâm một lát, sau đó lại hỏi, đạo môn có tin tức không? Khương Cửu lắc đầu, không có bất kỳ tin tức gì, cứ như là bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy. Diệp Huyên khẽ cười, đạo môn này chạy nhanh thật. Thượng Quan Tiên Nhi do dự một lát rồi nói, bệ hạ nàng ta. Tiểu Thất, cho dù là hiện tại, trong lòng những người ở thần quốc, Tiểu Thất vẫn là cô bé uy danh lẫy lừng. Diệp Huyên cười nói, đạo môn sẽ không làm hại nàng ta đâu.
Thượng quan Tiên Nhi gật gật đầu, không nói nữa. Diệp Huyên đang định nói thì đúng lúc này một đường ánh kiếm đột nhiên xuất hiện trước cửa đại điện. Tiếp theo đó, một cô bé bước vào trong đại điện. Người đó chính là Tiểu Thất. Nhìn thấy Tiểu Thất, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiểu Thất đi đến trước mặt Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên ngây cả người, hắn hỏi, đi đâu? Tiểu Thất không nói gì, nàng ta lôi Diệp Huyên đi ra ngoài. Diệp Huyên! Đúng lúc này, Thượng quan Tiên Nhi vội vàng chặn trước mặt Tiểu Thất, nàng ấy cung kính hành lễ, bệ hạ. Tiểu Thất nói, có chuyện gì để sau hãy nói. Nói xong, nàng ta kéo Diệp Huyên đi rồi biến mất ở nơi xa xa. Trong điện, Khương Cửu và Thượng quan Tiên Nhi nghệt mặt ra. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên và Tiểu Thất ngự kiếm bay trong mây. Trên đường, Diệp Huyên nhìn Tiểu Thất, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tiểu Thất nói, đưa ngươi đến một nơi. Diệp Huyên hỏi, nơi nào? Tiểu Thất nói, đi rồi sẽ biết. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Sau khoảng nửa canh giờ, Tiểu Thất đưa Diệp Huyên vào một cánh rừng. Trong cánh rừng này, hắn đã gặp được đại trưởng lão của đạo môn. Đại trưởng lão liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, lát nữa theo ta. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta phải làm gì? Tiểu Thất nói, đi truyền thừa. Truyền thừa. Diệp Huyên ngây cả người sau đó nói, truyền thừa gì? Tiểu Thất nói, tạm thời không biết. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía đại trưởng lão kia, hình như tiền bối có chút gì đó không vui thì phải. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, đi thôi. Nói xong, ông ta đi về phía xa xa. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, chuyện ở đây xong xuôi, ta sẽ quay lại thần quốc, những chuyện ấy không thể để một mình ngươi đối mặt được. Nói xong, nàng ta bước nhanh rồi biến mất ở gần đó. Diệp Huyên lặng im. Hắn không có bất kỳ lời oán hận nào đối với Tiểu Thất. Bởi vì hắn biết rất rõ Tiểu Thất là người như thế nào, nàng ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình. Một lát sau, Diệp Huyên khẽ lắc đầu, bất kể như thế nào hắn vẫn hy vọng Tiểu Thất quay lại. Thực lực của Tiểu Thất không yếu hơn hắn chút nào. Có Tiểu Thất, áp lực của hắn cũng bớt đi chút ít, hơn nữa thần điện vốn là của Tiểu Thất. Sau khoảng nửa canh giờ, Diệp Huyên theo Tiểu Thất và Đại trưởng Lão đến một sa mạc. Đại trưởng Lão và Tiểu Thất không bay trên không mà đi bộ. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Đại trưởng Lão, tiền bối, mấy người hiểu rất rõ về thần điện sao. Đại trưởng Lão nhẹ giọng nói, cũng coi là vậy đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, mấy người có quan hệ gì với thần điện thế? Đại trưởng Lão nói, đối địch. Diệp Huyên vội vàng nói, vậy tại sao mấy người không xử bọn họ luôn đi? Đại trưởng lão liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi cho rằng bọn họ dễ xử lý như thế sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, rốt cuộc thần điện này là thế lực gì? Tại sao lại thần bí như vậy? Thần bí? Đại trưởng lão lắc đầu, ngươi mới là người thần bí nhất ấy. Diệp Huyên đờ người ra, ta. Gương mặt trưởng lão không chút cảm xúc, tổ sư của mấy thế lực lớn ở đại thế giới huyền hoàng đều quen biết ngươi. Hơn nữa phía sau ngươi còn có một cô gái váy trắng thần bí như vậy. Mà người này, bất kể là đạo môn ta hay thần điện đều không biết gì về nàng ấy. Ngươi nói xem ngươi có thần bí hay không. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, nói thật đi, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi có quen biết tổ tiên của đạo môn ta không? Diệp Huyên. Tiểu Thất ở gần đó liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, người mà ngươi quen biết thật sự rất nhiều. Diệp Huyên gượng cười, thật ra ta căn bản không quên biết bọn họ. Nhưng hình như bọn họ biết ta. Đại trưởng lão hỏi, cha ngươi là ai? Diệp Huyên nhún vai, ta không biết. Đại trưởng lão trầm ngâm một lúc, sau đó nói, có thể là liên quan đến cha ngươi, đương nhiên cũng có thể liên quan đến kiếp trước của ngươi. Kiếp trước? Diệp Huyên lắc đầu, cũng có thể. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói với ngươi một chút về thần điện nhé. Diệp Huyên lập tức gật đầu, hiện tại hắn biết quá ít về thần điện này. Đại trưởng lão khẽ nói, thần điện là một thế lực cổ xưa, có thể nói là từ thuở khai sinh ra vũ trụ tứ duy, bọn họ đã tồn tại rồi. Có thể nói bọn họ và đạo môn ta cùng với một nhánh của cổ yêu là những thế lực cổ xưa nhất ở vũ trụ tứ duy. Diệp Huyên hơi cau mày lại, cổ yêu. Đại trưởng lão gật đầu, một yêu tộc vô cùng mạnh,
nhưng dường như bọn họ đã biến mất rồi. Diệp Huyên hỏi, dường như đã biết mất rồi. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, trước đây cổ yêu tộc và một vị thiên đạo đến một vũ trụ nào đó không biết tên, sau đó thì bật vô âm tín. Đạo môn ta từng phái người đi thăm dò thì phát hiện toàn bộ bọn họ đều đã biến mất. Nói đến đây, ông ta hơi dừng lại một chút, sắc mặt trở nên khá nghiêm trọng, nếu như bị người nào đó giết. Vậy thì thực lực của đối phương phải mạnh cỡ nào? Mà nếu như không phải là bị giết, vậy tại sao bọn họ lại biến mất một cách bật vô âm tín như vậy chứ? Diệp Huyên trầm giọng nói, liệu có phải là người của Ngũ Duy ra tay không? Đại trưởng lão lắc đầu, từ xưa đến nay Ngũ Duy luôn thuộc về truyền thuyết, mãi đến khi tòa tháp trong cơ thể ngươi xuất hiện, tòa tháp đó đã xác nhận Ngũ Duy thật sự tồn tại. Mà bước vào Ngũ Duy, tương truyền có thể thay đổi sinh tử, trường sinh. Diệp Huyên trầm ngâm một lúc, sau đó nói, tiền bối, trường sinh thật sự rất quan trọng sao? Đại trưởng lão liếc nhìn Diệp Huyên, cười khẩy, nếu như ngươi không tu luyện thì nhiều nhất là sống được 100 tuổi. Còn nếu như ngươi tu luyện thì có thể sống được mấy trăm tuổi. Mà rất nhiều người còn sống được mấy nghìn năm, ngươi có biết những người này bọn họ sợ nhất là gì không? Là cái chết, càng ngày càng gần cái chết, nếu không đột phá thì sẽ cách cái chết càng ngày càng gần. Bây giờ người không có cảm giác này là bởi vì việc tu luyện của ngươi giống như gian lận, hơn nữa trên người ngươi còn có nhiều vật chí bảo như vậy. Nhưng không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi, hiểu không? Diệp Huyên, tiểu thất đột nhiên nói, hắn cũng rất cố gắng. Mặt đại trưởng lão lạnh băng, đúng là rất cố gắng, người đứng sau càng ngày càng mạnh, thần điện này gặp phải ngươi cũng coi như là xui xẻo. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, thực lòng mà nói. Không phải là ta chọc vào bọn họ trước, là bọn họ muốn đến xử ta, ta bị ép đánh lại. Đại trưởng lão lắc đầu, tiểu tử, thần điện thật sự không đơn giản như vậy. Thế lực này phát triển đến tận bây giờ, tình hình bên trong cho dù là đạo môn ta cũng không biết. Mặc dù ngươi cũng không đơn giản, nhưng nếu gặp phải bọn họ thì thật sự phải cẩn thận. Diệp Huyên nhìn đại trưởng lão, tiền bối, đạo môn ông không định xử bọn họ sao? Đại trưởng lão không nói gì. Diệp Huyên cười nói, không phải mấy người định đợi ta và bọn họ đánh xong rồi mới xuống núi đấy chứ. Đại trưởng lão nói, chuyện này ngươi không cần phải bận tâm. Diệp Huyên nhún vai một cái, cũng không nói thêm gì nữa, hắn cũng không gửi gắm hy vọng vào đạo môn này. Đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, phía tận cùng nơi xa xa có một tòa thành khổng lồ hùng vĩ, tòa thành rất lớn. Tường thành phát sáng, cao gần trăm trượng. Cho dù cách nhau rất xa nhưng trong lòng Diệp Huyên không khỏi dâng lên cảm giác nhỏ bé. Mà bầu trời của cả tòa thành là mây đen dày đặc, bốn phía của tòa thành thỉnh thoảng có quạ đen bay qua bay lại, cực kỳ hoang vu. Ánh mắt của Diệp Huyên nhìn về phía trước cổng thành, nơi cách cổng thành khoảng mấy chục trượng có một cái cột sắt cực lớn. Trên cột sắt trói một người đàn ông trung niên tóc dài che mặt. Không nhìn rõ được dung mạo thực sự. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, đi thôi. Nói xong, ông ta đưa Diệp Huyên và tiểu thất đến trước cột sắt đó, phía trên cột sắt thỉnh thoảng có quạ đen lượn quanh. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên cột, đây là... Đại trưởng lão nói khẽ, một vị nhân vương trước đây, cũng là vị nhân vương cuối cùng trong lịch sử nhân loại. Nhân vương. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tiền bối. Rốt cuộc nhân vương mà ông nói là gì? Đại trưởng lão nói, chính là vua của nhân loại. Thời kỳ đầu lúc vũ trụ tứ duy vừa mới sinh ra, rất nhiều sinh linh xuất hiện, nhân loại chính là một trong số đó. Nhân tộc có rất nhiều kẻ địch mạnh, ví dụ như tộc cổ yêu, tộc thiên ma và một số sinh linh không biết tên khác. Năm đó nhân vương thế hệ đầu tiên dẫn theo nhân tộc cố gắng sinh tồn trên mảnh đất rộng lớn này. Vào lúc ấy vua của nhân tộc chúng ta, vua của tộc khác cùng với những sự tồn tại được gọi là thần đều có quyền thế ngang nhau. Còn sau đó, nói đến đây, ông ta nhìn người đàn ông trên cột sắt rồi nhẹ giọng nói, nhân tộc quá mạnh đã khiến cho những sự tồn tại gọi là thần kiêng dè. Thế là thần bắt đầu nhắm vào nhân tộc, người trước mắt người chính là nhân vương cuối cùng trong lịch sử nhân tộc, ông ta thua rồi. Vì vậy ông ta đã bị những vị thần đó trừng phạt, lấy cái này để cảnh cáo nhân tộc, muốn nhân tộc kính nể thần. Nghe theo thần. Diệp Huyên nói, tiền bối, bây giờ hình như cũng chẳng có gì khác. Đại trưởng lão cười khẩy, không có gì khác.
ngươi có biết bây giờ bên ngoài vì sao mọi người chỉ biết vị chi cảnh mà không biết cảnh giới bên trên vị chi cảnh không? Diệp Huyên nói, có liên quan đến thần sao? Đại trưởng lão lạnh lùng nói, thần phía trên chỉ cho phép nhân loại đạt đến vị chi cảnh. Đây chính là nguyên nhân tại sao những thế lực như Hiên Viên tộc không có cường giả vị chi cảnh. Bởi vì phía trên không cho phép xuất hiện nhân loại quá mạnh. Diệp Huyên nói, theo như ta được biết, những thế lực như Hiên Viên tộc đã từng xuất hiện vị chi cảnh. Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi có biết vốn dĩ bọn họ có thể sinh ra được nhiều cường giả vị chi cảnh hơn không? Còn mấy cường giả vị chi cảnh xuất hiện kia chẳng qua chỉ là thần tộc cố ý mà thôi. Bọn họ khống chế cường giả của nhân tộc nhưng sẽ không giết sạch cường giả của nhân tộc. Bởi vì bọn họ muốn khiến cho nhân tộc khác nhìn thấy hy vọng, khiến cho nhân loại khác cảm thấy bọn họ không thể đột phá là do bản thân bọn họ. Đây chính là nguyên nhân tại sao cho dù là đại thế giới huyền hoàng thì cường giả vị chi cảnh cũng ít ỏi. Diệp Huyên cau mày lại, bọn họ khống chế cường giả của nhân tộc. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, bọn họ không chỉ khống chế cường giả của nhân tộc mà còn khống chế cường giả của tộc khác, ví dụ như yêu tộc và một số tộc cổ xưa. Hễ là tộc có mối đe dọa với bọn họ đều khống chế. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, ngươi là một người xuất chúng, cho dù không có vật chí bảo đó, bọn họ cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. Bây giờ ngươi hãy cầu nguyện cô gái váy trắng phía sau ngươi đủ mạnh đi, nếu không thì 100 cái mạng của ngươi cũng sẽ chết mà không có chỗ chôn đấy. Diệp Huyên liếc nhìn đại trưởng lão, đạo môn ông thì sao? Đạo môn của ông là thế lực như thế nào? Gương mặt đại trưởng lão lạnh băng, không liên quan nhiều đến ngươi. Hãy nhớ, lần này là tiểu thất cho ngươi đến, về sau có thể thu được gì thì phải xem vận may của chính ngươi. Nói xong, ông ta nhìn về phía người đàn ông trên cột, ngay sau đó ông ta vung tay phải một cái, vô số ánh sáng màu vàng phóng lên trời. Những ánh sáng màu vàng này bao quanh lấy người đàn ông kia. Rất nhanh sau đó cơ thể của người đàn ông kia ban đầu rung chuyển. Đúng lúc này, tận phía chân trời xa xôi, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, hỗn xược. Dứt lời, một luồng uy thế ngập trời đột nhiên từ bên trên hạ xuống. Diệp Huyên ngẩng đầu, ở phía chân trời xa xa, một luồng uy áp cường đại cuồn cuộn ập đến. Thần điện, Diệp Huyên vẫn chưa ra tay mà nhìn về phía đại trưởng lão cách đó không xa. Đại trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn phía chân trời, ngay sau đó, một bóng đen phóng lên cao. Bùm! Bóng đen vọt lên, chỉ trong nháy mắt, luồng uy áp phía chân trời biến mất không thấy dấu vết. Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía trên đám mây, to gan. Lời nói vừa dứt, một bóng người đã phi xuống từ phía trên đám mây. Mà bên dưới, bóng đen kia lao thẳng về phía bóng người. Ầm! Bên trong đám mây, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, một tiếng hét tức giận cũng vang vọng, đạo môn ngươi thật to gan. Khi âm thanh này vừa dứt, bên trong đám mây lại vang lên vài tiếng nổ dữ dội. Bên dưới, Diệp Huyên nhìn về phía đại trưởng lão, không buồn để ý tới cường giả của thần điện. Ánh mắt hắn dán chặt trên người của nhân vương, mà lúc này, thân thể nhân vương khẽ rung động. Vẻ mặt Diệp Huyên có chút cổ quái. Chẳng phải đạo môn này muốn nhân vương kia sống sót sao? Một người đàn ông mặc áo đen tay cầm trường thương đột nhiên lao xuống từ phía trên đám mây. Bù! Trong nháy mắt, một luồng uy áp ngập trời thổi đến từ trong không trung. Luồng uy áp này trực tiếp khóa chặt vị trí của đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng không động thủ vì phía dưới đã có một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ đỡ lấy trường thương của người đàn ông mặc áo đen kia. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Huyên không khỏi liếc nhìn đại trưởng lão, thì ra đạo môn đã có chuẩn bị từ sớm. Trong không trung, bốn người đang chiến đấu ác liệt. Bên dưới, sau khi nhân vương bị kim quang che phủ, trên người ông ta xuất hiện một vài ký hiệu màu đỏ quỷ dị, mà những ký hiệu màu đỏ này đang có dấu hiệu bắt đầu mờ dần. Lúc này, trong mắt đại trưởng lão hiện lên tia nghiêm trọng. Nhưng cũng đúng thời điểm đó, một bóng người đột nhiên lao thẳng xuống từ phía trên đám mây. Tốc độ của thân ảnh này nhanh đến mức Diệp Huyên không thể nhìn rõ đối phương. Mạnh quá! Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, hiển nhiên thần điện phái ra một cường giả chân chính. Bóng người kia còn chưa tới gần đại trưởng lão, trước mặt ông ta có thêm một lão già, lão mặc bộ áo đơn giản bằng vải bố, dáng người thoạt nhìn có chút gầy,
từ ngoài nhìn vào trông thực sự yếu đuối. Lão thản nhiên liếc nhìn bóng người đang vọt tới trước mặt, giơ tay đấm một quyền. Bụp! Bóng người kia bị buộc đứng tại chỗ. Đó là một người đàn ông trung niên thân đeo trường kiếm, ông ta liếc nhìn lão già mặc áo vải bố, cười nói, đạo môn lão khổ, không ngờ ông cũng xuất hiện. Lão khổ nhìn người đàn ông trung niên, Trương Việt, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Trương Việt cười nói, thấy hơi thất vọng. Lão khổ lạnh nhạt nói, thất vọng gì chứ? Đừng coi trọng bản thân mình quá. Trương Việt cười ha ha, đến đi, cùng lắm là hai chiêu. Lời nói vừa dứt, kiếm sau lưng đột ngột bay ra khỏi vỏ. Vụt! Một đạo kiếm quang chém thẳng về phía lão khổ tiến lên trước một bước, cùng lúc đó, lão tung ra một đấm. Ầm ầm! Kiếm quang vỡ tan, đồng thời, lưỡi kiếm cũng trực tiếp xuyên thẳng giữa trán lão nhưng thân thể ông ta vẫn gắng gượng đứng vững. Có điều, bên trong kiếm kia ẩn chứa một sức mạnh cường đại khiến lão khổ không đứng vững, liên tục lùi về sau. Đúng lúc này, lão khổ lại tung thêm một cú đấm. Ầm ầm. Trương Việt ở trước mặt bị đánh bay trong nháy mắt, cùng lúc đó, một luồng hơi thở mạnh mẽ quét đến từ trong sân. Vù. Tầng tầng lớp lớp không gian trước mặt lão khổ bắt đầu sụp đổ khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Diệp Huyên nhìn về phía đại trưởng lão cách đó không xa, mà giờ phút này, ký hiệu quanh thân nhân vương ngày càng mờ nhạt. Người này sắp sống lại sao? Diệp Huyên có chút mong đợi. Hắn chắc chắn là hy vọng nhân vương kia sống lại, bởi vì quan hệ giữa đạo môn và thần điện rõ ràng là đối địch. Nếu nhân vương sống lại nhất định sẽ đến tìm thần điện gây phiền toái. Hiện tại hắn chính là mong chờ có người đến thu hút hỏa lực của thần điện. Lúc này, Tiểu Thất đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta đưa mắt nhìn về phía chân trời, sau đó nói, phải cẩn thận chút. Diệp Huyên khẽ nói, thần điện sẽ có hành động lớn. Tiểu Thất gật đầu, chắc là vậy. Diệp Huyên gật đầu nhẹ, ngươi cũng phải cẩn thận. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyên, thật xin lỗi, chuyện của thần quốc vẫn phải làm phiền ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, ta với ngươi là bằng hữu. Bằng hữu? Trong lòng Diệp Huyên vẫn luôn coi Tiểu Thất là bằng hữu. Tiểu Thất gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện thì đúng lúc này, đột nhiên nàng ta ngẩng đầu, ở cuối chân trời phía xa, thiên môn lại xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Thất nhíu mày thật chặt. Cũng tại thời điểm đó, vẻ mặt của đại trưởng lão đang đứng cách đó không xa cũng trở nên cực kỳ căng thẳng, ông ta bắt đầu tăng tốc. Phía trên đám mây, một ông già tóc bạc bỗng nhiên xuất hiện trước thiên môn. Ông già tóc bạc nhìn xuống phía dưới, ông ta lướt nhìn Diệp Huyên, sau đó rời tầm mắt về phía đại trưởng lão trước mặt Diệp Huyên, tìm chết mà. Âm thanh vừa dứt, phía sau ông ta xuất hiện ba người mặc áo giáp. Ngay sau đó ba người mặc áo giáp này cũng xuất hiện trên đỉnh đầu đại trưởng lão. Gần như đồng thời, có ba bóng người khác lao thẳng về phía ba người mặc giáp kia. Chứng kiến cảnh tượng này, ông già tóc bạc đứng trên không trung nhíu mày, có chuẩn bị mà đến. Lời nói vừa dứt, ông ta lập tức biến mất. Trong không trung, xoẹt, tiếng xé rách đột nhiên vang lên, phía chân trời như bị nứt ra tạo thành một lỗ hổng cực lớn, biến thành một cái khe dài mấy nghìn trượng. Khe hở này vẫn đang tiếp tục mở rộng, trong nháy mắt mà nó đã kéo dài tới đỉnh đầu của đại trưởng lão. Đại trưởng lão vẫn không nhúc nhích, đúng lúc này, một quái vật khổng lồ bay ra từ khoảng không trên đỉnh đầu đại trưởng lão. Ngay sau đó, quái vật khổng lồ trực đâm thẳng về phía ông già tóc bạc. Bụp! Chỉ phút chốc, ông già tóc bạc đã bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Diệp Huyên nhìn về phía quái vật khổng lồ, đây là một con yêu thú. Bề ngoài thì giống như hổ nhưng trên đầu lại có hai cái sừng, tứ chi thô to xù xì như cột nhà, trên mặt có vảy đen che kín. Răng nanh của yêu thú dài bằng cánh tay người, với những cạnh sắc nhọn giống như lưỡi đao. Từ khi con yêu thú này xuất hiện, vẻ mặt của Diệp Huyên lại trở nên xa sầm. Nguy hiểm! Đó chính là cảm giác đầu tiên của hắn. Hơi thở của yêu thú này không hề yếu hơn đế khuyển. Nhìn con yêu thú trước mặt. Ông già tóc bạc nhíu mày, thiên ma hổ. Nói xong, ông ta nhìn về phía đại trưởng lão cách đó không xa, đạo môn ngươi cũng chơi hết vốn luôn nhỉ. Đúng lúc này, thiên ma hổ đột nhiên gầm lên, sau đó, nó hóa thành một luồng sáng đen lao về phía ông già tóc trắng. Ông già tóc bạc híp mắt lại, cả người ông ta biến mất vào hư không trung.
Ầm. Cùng với tiếng nổ ầm vang, thiên ma hổ trực tiếp bị đánh bay, ông già tóc bạc vẫn không đuổi theo, mà xoay người lao thẳng về phía đại trưởng lão. Ngay lúc này, đại trưởng lão bỗng gầm lên giận dữ, tiểu thất, ngăn ông ta lại. Đại trưởng lão vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đột nhiên đâm thẳng về phía ông già tóc bạc. Tốc độ của nhát kiếm cực nhanh, chớp mắt đã đi tới trước mặt ông ta. Bịch! Vậy mà ông già tóc bạc trực tiếp bị một kiếm này của tiểu thất bức lui cả trăm trượng. Trước mặt tiểu thất, ông già tóc bạc nhìn nàng ta, người chính là tiểu cô nương có số mệnh của nhân vương kia sao? Tiểu thất không nói gì, nàng ta cầm thanh trường kiếm xiên xuống đất, thanh kiếm trong tay nàng ta khẽ run lên. Ông già tóc bạc cười lạnh, ông ta chỉ tay về phía nhân vương trên chiếc cột trụ dài cách đó không xa, nhìn thấy không? Đây chính là kết cục của nhân vương. Tiểu thất đột nhiên biến mất. Bù! Một tia kiếm quang xẹt qua không trung. Cách đó không xa, ông già tóc bạc vung tay áo lên, không gian trước mặt ông ta bỗng nhiên dâng trào như thủy triều. Tia kiếm quang của tiểu thất trực tiếp bị không gian này bao phủ, đồng thời tiểu thất cũng liên tục phải lùi về sau. Ông già tóc bạc cũng không buồn quan tâm tiểu thất, thân thể ông ta rung lên sau đó phóng thẳng hướng đại trưởng lão. Cách đó không xa, đại trưởng lão biến sắc. Đúng lúc này, tiểu thất lại xuất hiện trước mặt ông già tóc bạc, đột nhiên nàng ta đạp mạnh chân phải, vạn kiếm phi tiên. Thanh âm vừa dứt, những thanh kiếm khí đột nhiên bay ra khỏi cơ thể nàng ta, từng thanh một nối đuôi nhau chém về phía ông già tóc bạc. Trông thấy một màn này, ông già tóc bạc biến sắc vội vàng bạo lui. Nhưng tốc độ của những thanh kiếm này lại nhanh hơn, ông già tóc bạc vừa lùi vừa chắn, chỉ trong chốc lát đã lùi về sau mấy nghìn trượng. Lúc này, những kiếm khí bay ra trước đó đột nhiên hợp thành một thanh kiếm to khổng lồ. Nhìn cảnh này, mí mắt ông già tóc bạc giật giật, ông ta không dám có sơ suất. Hai tay nâng lên, chợt trên đỉnh đầu ông ta xuất hiện một lá chắn màu vàng, không gian trước mặt ông ta bắt đầu co rút từng chút một, cuối cùng hình thành một kết giới không gian dày đặc. Kết giới này giống như một bức tường, khiến cho người ta có cảm giác không thể phá vỡ. Đúng lúc này, tiểu thất cách đó không xa bỗng nhiên gầm lên, chảm. Lời nói vừa dứt, thanh kiếm lập tức chém thẳng xuống từ trên không. Xoẹt! Trong nháy mắt, toàn bộ không gian nơi thanh kiếm đi qua đều bị xé rách. Một kiếm này trực tiếp chém vào phía trên kết giới không gian. Xẹt! Kết giới không gian run lên kịch liệt, xuất hiện vô số vết nứt. Lúc này, tiểu thất đột nhiên gầm lên, chảm tiếp. Âm thanh biến mất. Thanh kiếm khổng lồ đột nhiên tỏa ra một luồng kiếm quang rực rỡ. Ầm, nháy mắt kết giới không gian đã sụp đổ, thanh kiếm khổng lồ đâm thẳng xuống, trực tiếp chạm vào lá chắn trên đỉnh đầu của ông già tóc bạc. Ầm, toàn bộ lá chắn lập tức vỡ nát, trong phút chốc, ông già tóc bạc bị đánh lui gần nghìn trượng. Sau khi dừng lại, khóe miệng ông già tóc bạc trào ra một vệt máu tươi. Ông ta ngẩng đầu nhìn tiểu thất ở đằng xa. Ánh mắt ngập tràn một màu ngưng trọng, ngươi là quái vật gì vậy? Cách đó không xa, trong lòng Diệp Huyên cũng thầm khiếp sợ. Thực lực của tiểu thất đã mạnh hơn mấy lần so với lúc trước. Tiểu thất liếc nhìn ông già tóc bạc mà không nói gì, sau đó nàng ta đi tới bên cạnh đại trưởng lão. Ông già tóc bạc nhìn nhân vương phía trên cột trụ dài, lúc này, ký hiệu quanh thân nhân vương đã hoàn toàn biến mất. Ký hiệu đó là cấm chế, một khi cấm chế biến mất. Đột nhiên vẻ mặt ông già tóc bạc trở nên rất khó coi, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên mỉm cười, xin chào. Ông già tóc bạc nhìn Diệp Huyên, người đang đắc ý cái gì? Diệp Huyên cười nói, nhìn ông bị đánh, ta vui. Ha ha, ông già tóc bạc bực bội nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đừng nhìn ta như thế, có bản lĩnh thì lại đây đánh ta đi. Ông già tóc bạc lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, người đúng là hèn hạ. Đợi cô gái váy trắng kia chết đi, ta xem người còn kiêu ngạo thế nào. Nụ cười của Diệp Huyên tan biến, các người muốn tìm nàng ấy. Ông già tóc bạc cười lạnh, người nói xem. Diệp Huyên. Tìm cô gái váy trắng. Diệp Huyên thật không nghĩ đến thần điện cư nhiên lại muốn đi tìm cô gái váy trắng. Lần này, hắn thật sự không hiểu lắm. Tại sao những người này muốn tìm cô gái váy trắng? Chẳng lẽ mắc chứng cầu toàn quá sao? Hắn biết sở dĩ những người này cống thượng cùng cô gái váy trắng, chủ yếu vẫn là vì hắn quá yếu. Xem ra thần điện đây chỉ cần giải quyết cô gái váy trắng là xong.
Khi đó, Diệp Huyên hắn giống như con kiến bò trên mặt đất, bọn họ muốn trả đạp thế nào tùy thích. Nói cho cùng, bản thân hiện tại vẫn không có được sự coi trọng của thần điện. Nghĩ thế, Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía ông già tóc bạc cách đó không xa, lão già, ông nói thật cho ta biết, ta rất yếu có phải không? Chẳng lẽ trên người ta không có chút điểm nổi bật nào sao? Ông già tóc bạc nhìn Diệp Huyên, ngươi không yếu, chẳng qua đối thủ của ngươi lại là thần điện ta. Ở trước mặt thần điện ta, đừng nói là ngươi, cho dù là cô gái váy trắng đứng sau lưng ngươi cũng chỉ như con kiến mà thôi. Diệp Huyên giang tay, vậy tại sao các ngươi không đi giết nàng ấy? Ông già tóc bạc cười lạnh, đó là vì cường giả chân chính của thần điện ta không có ở đây. Nếu không nàng ấy đã chết trăm lần rồi. Diệp Huyên đang định mở miệng thì lúc này, âm thanh của Liên Thiển bỗng vang lên trong đầu hắn, đừng nói chuyện với kẻ ngu dốt, giữ khoảng cách với kẻ ngu dốt. Diệp Huyên. Đúng lúc này, đột nhiên ông già tóc bạc lên tiếng, Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía ông già tóc bạc, ông ta chỉ về phía nhân vương cách đó không xa, có nhìn thấy kết cục của hắn không? Người này là nhân vương của nhân tộc, năm đó thực lực của hắn có thể nói là nghịch thiên, nhưng kết cục thì sao? Diệp Huyên đang định mở miệng thì đúng lúc đó, nhân vương trước mặt đại trưởng lão cách đó không xa bỗng mở hai mắt. Tê. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Biến sắc thực sự. Mây đen trên tòa thành phía sau nhân vương đã biến mất, không những vậy, mặt đất bốn phía bắt đầu rung rung, vô số quả đen lũ lượt rút đi như thủy triều. Rất nhanh, những tia sáng mặt trời đổ tràn trên đại điện. Diệp Huyên nhìn về phía nhân vương, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ. Cách đó không, xa, ông già tóc bạc bên cạnh Diệp Huyên nhìn về phía nhân vương, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng đúng lúc này, nhân vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên môn của thương khung giới, hơi thở của thần. Trước mặt nhân vương, đại trưởng lão vội vàng cung kính hành lễ, ra mắt nhân vương. Trong sân, toàn bộ cường giả của đạo môn đồng loạt hành lễ, ra mắt nhân vương. Xung quanh bốn phía, vẻ mặt của cường giả thần điện đều trở nên ngưng trọng. Nhân vương. Bọn họ không biết nhân vương có ý nghĩa gì nhưng bọn họ có thể cảm nhận được nam tử trước mắt này thật sự cường đại. Thật sự cường đại. Vẻ mặt Diệp Huyên cũng trở nên đông cứng. Nam tử trước mắt này khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Người trước mặt đây chắc chắn vượt xa cái gọi là vị chi cảnh. Đúng lúc này, phía trên đám mây kia một tia sấm sét màu đen đột nhiên tụ lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn bộ người của thần điện phía bên dưới đều biến sắc, thi nhau rút lui. Đại trưởng lão của đạo môn cũng biến sắc, đây là thần phạt, mau rút lui. Lời nói vừa dứt, ông ta kéo theo tiểu thất liên tục lùi về phía sau ước chừng nghìn trượng mới dừng lại. Về phần Diệp Huyên, hắn đã sớm lui xa hơn nghìn trượng. Trong nháy mắt khi tia sấm sét màu đen kia xuất hiện, hắn đã nhanh chóng lui rồi. Tình hình không ổn. Diệp Huyên đã chuẩn bị chuồn lẹ. Thần điện và đạo môn có thể phải liều mạng. Diệp Huyên nhìn về phía cách đó không xa, nhân vương đang nhìn tia sấm sét màu đen kia, mặt không chút thay đổi. Nhưng đúng lúc này, tia sấm sét màu đen đột nhiên bổ xuống. Trong nháy mắt, phía chân trời trực tiếp bùng cháy. Một cỗ uy áp cuồn cuộn quét xuống, giống như muốn nghiền nát đất trời, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nhân vương nhẹ giọng nói, thần phạt phải không? Âm thanh vừa rơi xuống, ông ta vung tay phải lên. Một luồng sáng vàng phóng lên cao, trong nháy mắt tia sấm sét kia trực tiếp biến mất không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, đám người ông già tóc bạc nhất thời thay đổi sắc mặt. Thực lực của nhân vương mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Nhân vương xoay người nhìn về phía đám người đại trưởng lão phía bên dưới, các ngươi đang đợi. Đại trưởng lão vội vàng kính cẩn thi lễ, ta là chờ hậu duệ của nhân tộc. Nói đến đây, ông ta có phần phấn chấn, hiện giờ nhân vương bệ hạ sống lại, nhân tộc ta sắp thịnh vượng. Thế nhưng nhân vương lắc đầu, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, ánh mắt ông ta hướng về phía xa xăm, sức mạnh của thần trước giờ chưa từng mạnh như vậy. Nói xong, ông ta lại nhìn chính mình rồi lắc đầu, thân thể suy tàn, làm sao có thể chống lại bọn chúng. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyên nói, tiền bối, đừng nản chí. Thần điện cũng không có mạnh như vậy đâu.
Hơn nữa chúng ta cũng không còn đường lui nữa, vì nếu chúng ta không đánh bọn chúng cũng sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Nhân vương nhìn về phía Diệp Huyên, khi nhìn Diệp Huyên, ông ta hơi ngẩn người. Ngay sau đó, ông ta xòe lòng bàn tay ra, chỉ phút chốc, tháp giới ngục bay ra khỏi cơ thể Diệp Huyên, cuối cùng đứng vững trong lòng bàn tay ông ta. Tháp giới ngục. Nhìn thấy tháp giới ngục, tất cả cường giả của thần điện trong sân nhất thời trở nên sôi trào. Chí bảo ngũ duy. Cho dù là cường giả của đạo môn, ánh mắt cũng trở nên nóng như có lửa đốt. Đối với ngũ duy chí bảo này, đạo môn cũng là động tâm. Có điều, nguyên do vì tiểu thất nên đạo môn vẫn chưa có ra tay với Diệp Huyên. Hơn nữa, có thần điện ở đây cho nên đạo môn tạm thời buông tha cho chí bảo ngũ duy này. Vì đạo môn không chịu nổi sự trả thù của Diệp Huyên và thần điện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ thực sự từ bỏ chí bảo ngũ duy. Đây là vật then chốt để đi qua vũ trụ ngũ duy. Cách đó không xa, Diệp Huyên nhìn nhân vương không nói gì. Nhân vương liếc mắt nhìn tháp giới ngục trong tay, sau đó nhẹ giọng nói, ngũ duy. Diệp Huyên hỏi, tiền bối biết vật này. Nhân vương nhìn về phía Diệp Huyên, vật này không phải vật tứ duy, hơi thở to lớn ẩn chứa trong nó cũng không thuộc tứ duy. Vì thế, chắn hẳn nó đến từ ngũ duy trong truyền thuyết. Diệp Huyên gật đầu, quả thật đến từ ngũ duy. Nhân vương khẽ nói, ngũ duy. Nói xong ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, thật ra ngươi cũng không đơn giản, không ngờ lại có được thứ bảo vật này. Nhân quả của vật này vô cùng cường đại, người bình thường căn bản khó có thể thừa nhận, mà ngươi có thể sống đến bây giờ, theo lý mà nói, hẳn là ngươi phải sớm ngã xuống rồi mới phải. Diệp Huyên. Ông già tóc bạc cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, các hạ có điều không biết, vị thiếu niên trước mắt ngươi đây có rất nhiều người đứng sau làm chỗ dựa vững chắc. Có điều hắn sẽ không còn chỗ dựa nhanh thôi. Nhân vương nhìn qua ông già tóc bạc, ngươi là loài người. Ông già tóc bạc lạnh nhạt đáp, đúng. Nhân vương không thay đổi nét sắc mặt, không lo làm người cho tốt, tại sao lại muốn đi làm chó của thần. Sắc mặt của ông già tóc bạc trở nên có chút u ám, bởi vì thần có thể làm cho ta lớn mạnh hơn. Nhân vương lắc đầu, không có bọn họ ngươi vẫn có thể trở nên mạnh hơn. Là bọn chúng cướp đoạt đi quyền lợi trở nên lớn mạnh của ngươi. Ông già tóc bạc nhàn nhạt nói, ta nghĩ các hạ sống lại không chỉ đơn giản là vì đến lôi kéo ta này nọ đâu nhỉ. Nhân vương không buồn để ý đến ông già tóc bạc, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, mỉm cười, ngươi cảm thấy nên đối xử với những người gọi là của thần này như thế nào. Diệp Huyên suy nghĩ một chút sau đó nói, nhân tộc đang tự mình cố gắng, nhân tộc chúng ta không nên làm những việc như là chó của thần. Ha ha! Nhân vương cười ha ha, hay! Nói rất hay, nhân tộc ta đang tự mình cố gắng. May mà sau vô số năm, nhân tộc của ta vẫn còn có một nam nhi tâm huyết như vậy. Cách đó không xa, ông già tóc bạc đột nhiên nói, hắn đang nịnh hót các hạ thôi. Đột nhiên nhân vương nhìn về phía ông già tóc bạc, ồn ào. Giọng nói vừa rơi xuống, ông ta vung tay phải lên. Vù! Ông già tóc bạc bị thổi bay xa hơn nghìn trượng chỉ trong nháy mắt, còn thân thể trực tiếp biến mất không thấy tăm tích, linh hồn của hắn lúc này cũng trở nên hư ảo. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của những cường giả thần điện nhất thời trở nên đông cứng lại, mọi người thi nhau bạo lui. Còn ông già tóc bạc thì hoàn toàn chết lặng. Giờ khắc này, ông ta mới hiểu được vị nhân vương này đáng sợ như thế nào. Ông già tóc bạc vốn chỉ còn là linh hồn đột nhiên quay người muốn bỏ chạy. Hiện tại linh hồn của ông ta vẫn chưa biến mất hết. Nếu quay về thần điện, hoàn toàn có thể chữa trị linh hồn và trùng tu lại thân thể. Nhưng ngay thời khắc ông ta xoay người, một đạo kiếm quang bất chợt xuyên thẳng vào bên trong linh hồn của ông ta. Kiếm chấn hồn. Một kiếm này đâm trực tiếp vào bên trong cơ thể của ông già tóc bạc. Trong nháy mắt linh hồn bắt đầu rung lên kịch liệt. Ông già tóc bạc nhìn Diệp Huyên xuất hiện trước mặt, gào lên giận dữ, Diệp Huyên. Tiểu nhân vô sỉ, người dậu đổ bìm leo. Diệp Huyên nhếch miệng cười, các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu thì không vô sỉ sao? Hả? Ông già tóc bạc còn đang định nói gì đó, đột nhiên Diệp Huyên hét lên, câm mồm cho lão tử. Tiểu hồn, hấp thu. Lời nói vừa dứt, kiếm chấn hồn trực tiếp hấp thu linh hồn của ông già tóc bạc. Oa! Giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ,
linh hồn này bổ quá đi. Diệp Huyên cười ha ha, đại bổ là tốt. Nói xong hắn nhìn những cường giả của thần điện đang đứng bên tay phải. Giờ khắc này, sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Bọn họ muốn ra tay, mà lúc này, đột nhiên Diệp Huyên lại đi tới bên cạnh Nhân Vương. Mọi người! Nhân Vương liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu, là kiếm tu. Nhân Vương khẽ gật đầu, sau đó đem tháp giới ngục trong tay trả lại cho Diệp Huyên, giữ gìn nó cẩn thận. Đối với ngươi mà nói, nếu ngươi có thể chịu đựng nhân quả của nó, vậy có thể hưởng phúc mà nó mang lại. Diệp Huyên thu hồi tháp giới ngục, sau đó nói, tiền bối không cần vật này sao? Nhân Vương cười nói, chỉ có kẻ nhu nhược mới cố gắng đoạt lấy những thứ không thuộc về mình. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Nhân Vương lại nhìn về phía đám người đại trưởng lão, các ngươi coi trọng ta, còn lời của ta, các ngươi có thể nghe không? Đám người đại trưởng lão vội vàng gật đầu, tất nhiên. Nhân Vương khẽ gật đầu, vừa rồi ta nhìn thấy lòng tham trong ánh mắt chờ đợi của ngươi. Nhớ kỹ, thứ này không phải thứ ngươi có thể sở hữu, bỏ ý đồ đó đi. Nói đến đây, ông ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, bất cứ khi nào cũng không được có ý đồ này. Đám người đạo môn liếc nhìn nhau một cái, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Lúc này, Nhân Vương lại nói, sao? Trong lòng đám người đại trưởng lão cả kinh, đại trưởng lão vội vàng nói, ta sẽ không bao giờ có ý đồ này nữa. Bệ hạ, cường giả của thần điện hẳn là lập tức sẽ tới, không bằng chúng ta rời đi trước. Nhân Vương khẽ cười. Hầu như toàn bộ vũ trụ này đều nằm dưới sự khống chế của thần điện, có thể đi đâu đây? Nói đến đây, ông ta ngẩng đầu nhìn trời cao, nhẹ giọng nói, đến rồi. Đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu, trên đám mây nơi xa kia, một tia thần lôi màu đen đỏ không biết đã lặng lẽ ngưng tụ từ khi nào. Thần lôi màu đen đỏ. Nhìn thấy tia thần lôi này, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Mấy cao thủ thần điện đã sớm lui về thương khung giới rồi. Phía dưới, sắc mặt của các cao thủ đạo môn trở nên cực kỳ nghiêm trang. Tia thần lôi này mạnh hơn gấp 10 lần so với tia lúc trước. Nếu nó đánh xuống, cho dù là cao thủ vị chi cảnh, sợ là cũng khó mà chống đỡ nổi. Phía dưới, đại trưởng lão vội vàng nhìn về phía Nhân Vương, run giọng nói, bệ hạ, chúng ta rút lui trước. Rút lui. Nhân Vương lắc đầu, bọn họ nhốt ta nhiều năm như vậy, sao có thể để ta trở về thế gian? Đại trưởng lão run giọng nói, với thực lực của bệ hạ. Nhân Vương nhẹ giọng, bọn họ mạnh hơn so với bất kỳ thời điểm nào lúc trước. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía đám đại trưởng lão, đi. Đại trưởng lão có chút do dự, bệ hạ, người thật sự không đi cùng chúng ta sao? Nhân Vương lắc đầu, không đi được. Nói xong. Ông ta đột nhiên nhìn về phía tiểu thất ở cách đó không xa, bấm tay một cái, một tia sáng vàng bỗng nhập vào giữa hai chân mày tiểu thất, cùng lúc đó, một cái ấn vuông màu vàng dừng trước mặt tiểu thất, còn đây là ấn Nhân Vương, từ giờ trở đi, ngươi chính là vua của nhân tộc ta. Còn về con đường tương lai của ngươi, ngươi tự mình lựa chọn, không cần gánh vác gì cả, bởi vì như thế quá mệt mỏi. Tiểu thất nhìn thoáng qua ấn Nhân Vương kia, khẽ gật đầu, nàng ta thu hồi ấn Nhân Vương. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng tím lập tức bao trùm lấy tiểu thất. Trong phút chốc, cả người tiểu thất run lên kịch liệt, ánh sáng tím trực tiếp bao bọc cả người nàng ta. Đại trưởng lão nhìn thấy cảnh này, nhất thời có chút hưng phấn. Tinh khí tử vi. Đây chính là tinh khí tử vi, năm đó, khí này đứng thứ ba, chỉ sau hai khí M dương trong truyền thuyết. Tinh khí tử vi hộ thể, tiểu thất sắp thành vô địch rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên đi đến trước mặt Nhân Vương, tiền bối. Cái kia, có cái nào thích hợp với ta không? Đại trưởng lão khóe miệng hơi giật, Diệp Huyên, giữ liêm sỉ chút đi. Diệp Huyên không để ý đại trưởng lão, hắn nhìn Nhân Vương, vội vàng nói, tiền bối, ta khá là nghèo. Nếu tiền bối có đồ vật nào không dùng đến, có thể cho ta đều cần. Đại trưởng lão có chút không vừa lòng, Diệp Huyên. Đủ rồi đó. Đúng lúc này, Nhân Vương chợt cười nói, hiếm mới có duyên gặp nhau. Nói xong, ông ta bấm tay một cái, một chiếc nhẫn màu vàng bay đến trước mặt Diệp Huyên, thứ ở bên trong dành tặng cho ngươi. Diệp Huyên vội vàng thu hồi chiếc nhẫn, hắn đang muốn xem,
Nhân vương đột nhiên nói, các ngươi đi trước đi. Trong giọng nói có chút nghiêm túc. Cách đó không xa, đại trưởng lão đang muốn gì đó, nhân vương lại nói, đi. Đại trưởng lão và những người khác nhìn thoáng qua phía chân trời, sau đó hành lễ chào nhân vương, rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua nhân vương, hắn cũng hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, phía trên thiên môn, một luồng khí mạnh mẽ chợt bao trùm lấy Diệp Huyên ở dưới, Diệp Huyên biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bên trong lôi quang kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái. Cô gái mặc chiếc tóc trắng, không chỉ vậy ngay cả tóc trên đầu nàng ta cũng thuần trắng, giữa hai chân mày có một nốt chu sa. Hai mắt của nàng ta được che bởi một tấm vải trắng. Mà giờ phút này, Diệp Huyên cảm nhận được cô gái này đang nhìn hắn. Cô gái nhìn xuống phía dưới, người chính là Diệp Huyên. Trong giọng nói có một áp lực vô hình làm cho người ta khó thở. Một cô gái mạnh mẽ. Diệp Huyên nhìn thẳng cô gái, là ta. Mặt cô gái không chút thay đổi, thần điện một đám ngu xuẩn, người yếu như thế, vậy mà không giải quyết ngươi trước, cứ phải tìm cái cô gái tóc trắng gì đó, ngu không ai bằng, hôm nay, để ta bắt ngươi. Vừa dứt lời, nàng ta vung tay lên, trong nháy mắt. Một tia sấm sét đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu của tia sấm sét này chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi, cô gái này không làm theo cách thông thường. Diệp Huyên không chống trả lại, hắn xoay người bỏ chạy, nhưng mà tia thần lôi kia lại lập tức đuổi theo hắn. Diệp Huyên chạy như điên, chớp mắt đã biến mất ở xa xa phía chân trời. Cô gái tóc trắng còn muốn ra tay, đúng lúc này. Nhân vương ở phía dưới đột nhiên cười nói, mục tiêu của ngươi là ta. Vừa dứt lời, một luồng khí mạnh mẽ lập tức khóa chặt cô gái tóc trắng. Cô gái tóc trắng rời ánh mắt khỏi Diệp Huyên ở đằng xa, nàng ta nhìn xuống nhân vương. Ngươi rơi vào kết cục như bây giờ, đều là do ngươi tự chuốc lấy. Nhân vương cười ha ha, đám thần các ngươi muốn cao cao tại thượng, muốn ngự trị trên nhân tộc, muốn người tin tưởng và ngưỡng mộ các ngươi. Nhân tộc ta vĩnh viễn sẽ không trở thành nô bộc cho thần. Nói xong, ông ta đạp nhẹ chân phải, hóa thành ánh sáng vàng phóng lên cao. Trong không trung, cô gái tóc trắng cười lạnh, xem ra, chúng thần để cho nhân tộc ngươi truyền thừa, chính là một quyết định sai lầm. Vừa dứt lời, nàng ta giơ tay đánh một chưởng xuống. Một tia sấm sét đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trực tiếp đánh lên ánh sáng vàng trên đỉnh đầu nhân vương. Ầm vang. Trong nháy mắt, cả chân trời rung lên dữ dội, không gian xung quanh bắt đầu bị chôn vùi từng lớp một. Nhưng vào lúc này, ánh sáng vàng kia đột nhiên làm nổ tan tia sấm sét, ngay sau đó, tia sáng vàng đã xuất hiện trên đám mây. Ầm ầm. Trong đám mây phía chân trời, từng tiếng nổ vang vang lên liên tục. Mà không gian xung quanh thì không ngừng sụp đổ, hơn nữa còn hướng lan ra bốn phía. Lúc này, cả đại thế giới huyền hoàng khiếp sợ. Tất cả cao thủ đều nhìn về phía thương khung giới, có người đánh nhau với thần điện. Bên kia, Diệp Huyên dừng lại, mà thần lôi kia vẫn ở phía sau hắn, hắn xoay người chém một kiếm xuống. Suy! Một kiếm này trực tiếp chém rách thần lôi kia, nhưng mà bản thân hắn cũng bị lùi xa cả trăm trượng. Diệp Huyên thu hồi kiếm chu tiên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi chân trời xa xôi kia tối đen như mực. Toàn bộ không gian phía chân trời đã bị hủy diệt tan tành. Mà trong hố đen nơi không gian đen kịt kia, hai người vẫn đang chiến đấu ác liệt. Vô số lôi quang liên tục xuất hiện, thật giống như là tận thế. Ai sẽ thắng? Diệp Huyên dĩ nhiên hy vọng nhân vương sẽ thắng, nhưng hắn có một dự cảm không tốt. Đúng vào lúc này, trong hố đen không gian kia đột nhiên xuất hiện một tia thần lôi bảy màu. Theo một nổ kinh thiên vang lên. Một bóng người liên tục lùi mạnh từ trong hố đen không gian kia. Người này chính là nhân vương. Trong quá trình lùi ra, ánh sáng vàng quanh người nhân vương bắt đầu tiêu tán từng chút một. Thua rồi. Phía dưới, sắc mặt Diệp Huyên sầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn cô gái tóc trắng trên thương khung kia, cô gái này không phải mạnh bình thường. Cô gái tóc trắng nhìn nhân vương ở cách đó không xa, nực cười, nhân vương vô địch thế gian năm đó. Vậy mà đã yếu đến mức này rồi. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn xuống chỗ Diệp Huyên phía dưới, đợi lát nữa sẽ thu thập ngươi.
Diệp Huyên mặt không chút thay đổi. Ngươi thật sự cho là ta sợ ngươi sao? Sắc mặt cô gái tóc trắng lạnh như băng, ngươi yếu như con gà, nếu không phải bọn họ kiêng rẻ người đứng sau ngươi thì đã diệt trừ ngươi lâu rồi. Cũng chỉ đám ngu xuẩn này mới không diệt trừ ngươi trước cứ phải đi tìm cô gái tóc trắng kia, thật là một đám thiểu năng. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta thấy các ngươi nên tìm nàng ta trước. Cô gái tóc trắng cười lạnh, giết ngươi hay giết nàng ta trước thì có gì khác biệt. Diệp Huyên im lặng, hắn cảm thấy có chút không ổn rồi. Cô gái tóc trắng này không tuân theo lối thông thường, lần này nguy hiểm rồi. Đúng lúc này, cô gái tóc trắng kia chợt nhìn về phía nhân vương cách đó không xa, mà khi nàng ta chuyển rời ánh mắt, Diệp Huyên liền xoay người bỏ chạy. Chạy trước là hơn. Cô gái tóc trắng thấy Diệp Huyên chạy trốn, hơi nhíu mày, muốn chạy. Vừa dứt lời, nàng ta vung tay phải lên, trong nháy mắt, trước mặt Diệp Huyên xuất hiện một bức tường sấm sét, cùng lúc đó, vô số sấm sét bắn nhanh về phía hắn. Diệp Huyên cau mày, ngay sau đó, hắn bỗng chém một kiếm ra. Suy, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra, trong nháy mắt, bức tường sấm sét trước mặt hắn bị chém vỡ vụn. Không chung, cô gái tóc trắng nhíu mày, người vẫn là có chút thực lực đó. Nói xong, nàng ta lại chuẩn bị ra tay, nhưng đúng lúc này, nàng ta đột nhiên xoay người nhìn về phía nhân vương, giờ phút này, quanh người nhân vương bỗng xuất hiện một con rồng màu vàng kim. Nhìn thấy con rồng màu vàng kim này, cô gái tóc trắng nhíu mày, chân mệnh thiên long. Không ngờ tới, người vẫn có một tia vận mệnh. Nhân vương mỉm cười, đến đây, chiến đấu một lần nữa. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên hóa thành một con rồng lớn màu vàng kim phóng lên cao, lúc này, một tiếng rồng gầm vang vọng khắp đại thế giới huyền hoàng. Vạn thú thần phục. Không chung, cô gái tóc trắng kia híp mắt lại, nàng ta mở lòng bàn tay ra, một tia sấm sét bảy màu tập trung lại từ bàn tay nàng ta, ngay sau đó, nàng ta đột nhiên xông ra, một tia lôi quang xé rách chân trời. Yên lặng trong phút chốc. Cả chân trời đột nhiên nổ tung. Vô số kim quang và lôi quang bắn ra bốn phía, ở dưới, Diệp Huyên bị làn sóng khí kia chấn động liên tục lùi mạnh về sau mấy ngàn trượng. Mà sau khi dừng lại, không gian trước mặt hắn đã bị vỡ tan biến thành một hố đen không gian. Mà trong hố đen không gian kia, nhân vương và cô gái tóc trắng đối mặt nhau ở phía xa. Ai thắng? Diệp Huyên vội vàng nhìn về phía hai người, cách đó không xa, cơ thể nhân vương đã dần dần hư ảo. Mà cô gái tóc bạc kia vẫn là nguyên dạng. Diệp Huyên nhăn mày, lại thua rồi. Đúng lúc này, nhân vương đột nhiên chỉ tay về phía Diệp Huyên, đi. Vừa dứt lời, một ánh sáng vàng trực tiếp bắn vào trong cơ thể Diệp Huyên, người hắn run lên dữ dội, một luồng khí mạnh mẽ thổi quét ra từ người hắn. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó nhìn về phía nhân vương, tiền bối. Đây là... Nhân vương nhìn Diệp Huyên, đi. Diệp Huyên xoay người bỏ chạy. Hắn chạy vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Nhân vương hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười, tiểu tử. Nói đến đây, hắn nhìn cô gái tóc trắng ở trước mặt, nhân tộc vĩnh viễn sẽ không bị diệt vong. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên biến thành một tia sáng vàng xông về phía cô gái tóc trắng, vào lúc này, cơ thể ông ta trực tiếp bốc cháy. Cô gái tóc trắng híp mắt lại, thiêu đốt căn nguyên. Nói xong, nàng ta chợt nắm hai tay lại với nhau, trong phút chốc, sấm sét đầy trời đột nhiên xuất hiện, sấm sét này giống như một tấm lưới cực lớn bao trùm cả chân trời. Một tiếng nổ vang vọng chín tầng mây. Cùng với tiếng nổ vang kia, không gian trong phạm vi hơn 10.000 dặm bị hóa thành bột mịn trong chớp mắt. Một khoảng tối đen. Cứ như vậy, sau khoảng nửa canh giờ, không gian xung quanh mới được các đạo tắc thiên địa sửa chữa phục hồi. Mà giờ phút này, trước thiên môn kia chỉ còn cô gái tóc trắng. Thần sắc của cô gái tóc trắng không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn chảy máu, nước da vô cùng xấu. Một lát sau, nàng ta xoay người nhìn về chỗ Diệp Huyên đứng lúc trước, nơi đó đã trống không. Lúc này, một người đàn ông trung niên bỗng đi đến trước mặt cô gái tóc trắng, người đàn ông trung niên cung kính hành lễ, vừa định nói, cô gái tóc trắng đột nhiên giơ tay tát hắn ta. Ba, người đàn ông trung niên bị tát bay ra xa mấy trăm trượng. Hắn ta trực tiếp ngẩn người.
Cô gái tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, một đám ngu xuẩn. Người đàn ông trung niên ngây cả người, sau đó nói, tôn thượng, ta. Cô gái tóc trắng đột nhiên nhiên biến mất. Ba. Người đàn ông trung niên lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này hắn ta bay xa đến cả nghìn trượng. Không chỉ vậy, lúc này cơ thể người đàn ông trung niên bắt đầu nứt ra. Các cao thủ thần diện nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều thay đổi, lui về phía sau. Cô gái tóc trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên bị nàng ta đánh bay ra ngoài, các ngươi là một đám ngu xuẩn, tên Diệp Huyên kia yếu như thế, vì sao lúc trước các ngươi không trực tiếp chém chết hắn? Người đàn ông trung niên run giọng nói, tôn thượng, có người đứng sau Diệp Huyên kia. Cô gái tóc trắng tức giận nói, có người, cho nên, các ngươi phải tìm người đứng sau hắn, mà không đi đối phó hắn. Người đàn ông trung niên toát mồ hôi lạnh, tôn thượng. Cô gái váy trắng kia không đơn giản, chỉ cần giải quyết nàng ta, thì có thể tiêu diệt Diệp Huyên trong chớp mắt. Cô gái tóc trắng đột nhiên biến mất. Phịch! Người đàn ông trung niên lại bay ra ngoài, mà lúc này đây, cơ thể hắn ta trực tiếp vỡ vụn. Mọi người thay đổi sắc mặt rõ rệt, một số người trong số họ đã bắt đầu run rẩy. Cô gái tóc trắng lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên bây giờ đã chỉ còn là linh hồn ở cách đó không xa, ta hỏi ngươi. Có phải đến cuối cùng chúng ta đều phải đấu với cô gái váy trắng kia một trận? Người đàn ông trung niên gật đầu, đúng, đúng vậy. Giọng nói run rẩy. Cô gái tóc trắng gằn giọng, nếu sớm muộn gì cũng phải đấu một trận, vậy vì sao không diệt trừ tên Diệp Huyên này trước? Hả, các ngươi là đầu người óc lợn à? Vừa dứt lời, một luồng khí mạnh mẽ đột nhiên thổi quét ra từ người nàng ta. Bốn phía. Các cao thủ thần điện nhất thời bị chấn động đến liên tục lùi mạnh về sau. Cô gái tóc trắng xoay người nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, một lũ ngu xuẩn. Lúc có thể giết thì không giết, cứ phải tìm người đứng sau hắn, tu vi hàng nghìn năm nay của các ngươi chắc đều tu vào thân chó hết rồi. Nói xong, nàng ta phất tay áo rời đi, truyền lệnh xuống, lập tức tìm kiếm Diệp Huyên, nếu tìm được giết chết hắn bằng mọi giá. Khi câu nói kia kết thúc, nàng ta đã biến mất không thấy người rồi. Thấy thế, mọi người ở đây đều thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, một ông lão trong số họ trầm giọng nói, tìm Diệp Huyên. Một người đàn ông trung niên khác hỏi, vậy cô gái váy trắng kia? Ông lão tức giận nói, mặc kệ cô gái váy trắng gì đó kia. Trước tiên giết Diệp Huyên. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Rất nhanh, các cao thủ thần điện cũng lần lượt biến mất. Chấm 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 chấm. Phía dưới, trong dãy núi nào đó, sau khi rơi xuống đất, Diệp Huyên lập tức ngồi xếp bằng, quanh người hắn vậy mà có một con rồng vàng lượn quanh. Hắn biết nhân vương lúc cuối cho hắn cái gì rồi. Có lẽ là chân mệnh thiên long gì đó kia. Lúc này, hắn cảm giác cơ thể mình giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Liên Thiển chợt xuất hiện trước mặt hắn, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nhíu mày, vào tháp. Nói xong. Nàng ta lập tức dẫn theo Diệp Huyên tiến vào tháp giới ngục. Trong tháp, không gian quanh người Diệp Huyên gợn lên từng đợt tựa như sóng nước, rất nhanh, cơ thể hắn bắt đầu xảy ra thay đổi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt, hai luồng sáng vàng đột nhiên bắn ra từ hốc mắt hắn, trực tiếp nổ ầm trên vách tường tháp giới ngục. Cách đó không xa, vách tường tháp giới ngục hơi rung lên. Sau một lúc lâu, Diệp Huyên chợt đứng lên. Mà lúc này, trên khắp người hắn lại có hình một con rồng màu vàng. Con rồng vàng kia giống như là được khắc trên cơ thể hắn. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó nhìn về phía Liên Thiển, Liên Thiển cô nương, đây là... Liên Thiển lãnh nhạt nói, cơ thể ngươi bây giờ đã đạt đến đỉnh phong đăng phong cảnh. Đăng phong cảnh. Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó nói, là do con rồng kia. Liên Thiển gật đầu, con rồng kia không đơn giản. Bây giờ nó đã dung hợp với cơ thể ngươi bây giờ chính là cơ thể nó, nhưng dường như trước kia nó đã bị thương, bằng không, cơ thể ngươi có thể càng tăng mạnh hơn. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, sau đó lại nói, ngươi có lẽ không chỉ có cơ thể mạnh lên, ngươi thử lực lượng của ngươi bây giờ xem. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nắm chặt tay phải, trong nháy mắt, một luồng lực lượng hùng mạnh tập trung tại nắm tay hắn, không chỉ có thế. Sau lưng hắn còn xuất hiện một con rồng vàng hư ảo. Đây,
Diệp Huyên ngạc nhiên, nó cái này. Lúc này hắn hoàn toàn kinh ngạc. Rồng vàng. Bây giờ hắn có thể thực sự cảm nhận được con rồng vàng kia, không chỉ có như thế, hắn còn cảm nhận rõ luồng lực lượng cực kỳ hùng mạnh kia. Một luồng lực lượng không thuộc về hắn, nhưng hắn lại có thể kiểm soát nó. Lực lượng của rồng vàng. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, con rồng trên người ngươi có chút không đơn giản. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Thiển cô năng biết lai lịch của nó. Liên Thiển lắc đầu, không hề. Nó không đơn giản là bởi vì sau khi nó dung hợp với ngươi, mà lại không bị huyết mạch ngươi bài trừ. Huyết mạch của ngươi có chút không bình thường, có thể khiến cho huyết mạch ngươi không bài trừ, nó nhất định cũng không bình thường. Bất kể như thế nào, bây giờ sức chiến đấu của ngươi đã tăng vọt, vật này không chỉ bù lại sự thiếu sót của cơ thể ngươi, mà còn bù đắp sự thiếu hụt trên tinh thần ngươi. Hiện tại nếu ngươi thi triển nhất kiếm vô lượng, uy lực nhất định là vô cùng lớn. Diệp Huyên vội vàng hỏi, có thể chém giết cô gái tóc bạc kia không? Liên Thiển lắc đầu, người kia vẫn không phải người ngươi có thể đối địch, nhưng mà ngươi hẳn là đã có thể chém giết người còn lại. Diệp Huyên khẽ gật đầu, một đòn cuối cùng của nhân vương hẳn là cũng đã làm cho cô gái kia bị thương, không biết nàng ta có tiếp tục xuất hiện ra tay với ta hay không? Liên Thiển trầm giọng nói, thần điện hẳn là không chỉ có mình nàng ta là cao thủ. Nhưng thần điện đến bây giờ mới phái nàng ta đến, sợ là bởi vì cao thủ chân chính của bọn họ đều không ở đây, cho dù như thế nào, tình cảnh của ngươi bây giờ vẫn không được tốt lắm. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô gái kia khác biệt so với những cao thủ thần điện khác, ta phải về Thiên Giang Thành trước. Nói xong, hắn đứng dậy muốn rời đi, mà lúc này, Tiểu Thất và Đại trưởng Lão Đạo Môn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đại trưởng Lão nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, ta về Thiên Giang Thành cùng với ngươi. Không được. Đại trưởng lão vội vàng nói, Tiểu Thất, ngươi bây giờ. Tiểu Thất nhìn sang đại trưởng lão, đó là trách nhiệm của ta không thể cứ để hắn gánh trách nhiệm thay ta. Đại trưởng lão có chút lo lắng, Tiểu Thất, hiện tại thần điện có thế lực lớn, chúng ta căn bản không thể chống lại bọn họ, bây giờ ngươi cùng hắn trở về Thiên Giang Thành, không khác gì tự tìm đường chết. Mà bây giờ ngươi là hy vọng của nhân tộc ta, tuyệt đối không thể có chút tổn thương nào. Tiểu Thất mặt không chút thay đổi, ta không phải nhân vương, cũng không phải cái gì của đạo môn, ta có trách nhiệm của ta. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hắn dĩ nhiên hoan nghênh Tiểu Thất trở về, áp lực của hắn sẽ giảm bớt rất nhiều. Hai người chuẩn bị rời đi, mà lúc này, đại trưởng lão chợt chắn trước mặt bọn họ. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Tiểu Thất, tính mạng của ngươi liên quan tới hàng nghìn hàng vạn người nhân tộc, tuyệt đối không thể mạo hiểm, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, đại trưởng lão, ta không thích nghe lời này của ngươi. Tiểu Thất là bạn của ta cũng hy vọng nàng ta bình yên, nhưng ta không hy vọng nàng ta trốn tránh. Đương nhiên, nếu nàng ta thật sự không thể trở về, Diệp Huyên ta nhất định sẽ dốc hết sức gánh vác trách nhiệm bảo vệ thần quốc. Ta... Đại trưởng lão đột nhiên tức giận nói, Diệp Huyên, ngươi có biết tính mạng của nàng ta có liên quan tới việc gì? Mạng của nàng ta và của ngươi không giống nhau, ngươi. Diệp Huyên bỗng rút kiếm chém một nhát. Đại trưởng lão biến sắc, tay phải ông ta đánh mạnh một quyền ra. Cùng với tiếng nổ vang lên, cả người đại trưởng lão bị một kiếm của Diệp Huyên chém bay xa gần trăm trượng, không chỉ vậy, một bàn tay của ông ta đã bị Diệp Huyên chém đứt. Đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn thoáng qua đại trưởng lão, lời ngươi vừa nói, ta không thích nghe. Ta cũng không muốn nói mấy lời vô nghĩa với ngươi, Tiểu Thất là bạn của ta, nàng ta có sự lựa chọn của riêng mình, nàng ta không phải công cụ của đạo môn ngươi. Bây giờ Tiểu Thất muốn trở về cùng ta, nếu đạo môn ngươi còn ngăn cản, ta liền chém chết các ngươi. Dù sao kẻ địch của ta đã rất nhiều rồi. Có thêm một hai người ta cũng không sợ. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Thất, chúng ta đi thôi. Tiểu Thất khẽ gật đầu, nàng ta nhìn sang đại trưởng lão, đạo môn muốn cho hắn và thần điện lưỡng bại câu thương, nhưng ta không muốn, hắn là bạn của ta, hơn nữa, thần quốc là đất nước của ta có trách nhiệm bảo vệ, đây là trách nhiệm của ta. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi. Diệp Huyên gật đầu, hai người rời đi. Đại trưởng lão còn muốn nói gì đó,
Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ông ta. Nhìn thấy ông lão, sắc mặt đại trưởng lão hơi thay đổi, vội vàng hành lễ, Lý Thượng Tôn. Lý Thượng Tôn nhẹ giọng nói, không cần ngăn cản nàng ta. Tiếp tục ngăn cản, cô bé này sẽ không còn đồng lòng với đạo môn ta mất. Đại trưởng lão trầm giọng nói, nhưng hiện tại chúng ta vẫn không cách nào đánh trực tiếp với thần điện. Lựa chọn tốt nhất chính là làm cho Diệp Huyên đối đầu với họ, sau đó chúng ta ra làm ngư ông đắc lợi. Lý Thượng Tôn lãnh đạm nói, cách này của ngươi không phải không được, nhưng ngươi quên là cô bé này đến từ đâu rồi. Cũng quên mất quan hệ giữa nàng ta với Diệp Huyên. Đại trưởng lão im lặng một lát, sau đó nói, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Lý Thượng Tôn nhẹ giọng nói, chờ. Chờ. Đại trưởng lão nhíu mày, đang định nói gì, đúng lúc này, không gian trước mặt ông ta đột nhiên rung động. Đại trưởng lão im lặng một lát, sau đó nhìn về phía Lý Thượng Tôn, thần điện ra tay rồi. Chấm 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 chấm. Thiên Giang Thành. Ngày hôm đó, trên bầu trời Thiên Giang Thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Tất cả đều là cường giả đến từ thần điện. Trong thành tề tụ tất thảy cường giả Bắc Cảnh, bao gồm cả nhà Hiên Viên và Vu tộc, ngay cả cường giả Kiếm Vũ Môn cũng đều tìm tới. Hiện giờ bọn họ đã bị buộc chung một chỗ với Diệp Huyên, có thể nói là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Nhìn những cường giả thần điện ấy, vẻ mặt của tất cả mọi người trong thành đều trở nên ngưng trọng. Dù rằng trên bầu trời Thiên Giang Thành chỉ có 30 cường giả thần điện, thế nhưng người có cảnh giới thấp nhất trong đó cũng là Đăng Phong Cảnh, bán bộ chi vi cảnh có khoảng 6 người, còn lão già cầm đầu thì không rõ cảnh giới là gì. Lão già đó đứng đầu tiên, tuy mái tóc trắng xóa, nhưng thân hình lại thẳng tắp, chẳng khác nào một cây thương. Cường giả thần điện. Những cường giả thần điện đứng sau lưng ông lão cầm thương ấy cũng lộ rõ khí thế hùng hồn. 30 người ở trên không trung quả thật mang đến cho người ta cảm giác bị đè nén đến mức khó thở. So sánh hai bên, có vẻ thực lực của phía Bắc Cảnh yếu hơn một chút, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Sau khi phía Bắc Cảnh có các thế lực lâu đời như nhà Hiên Viên gia nhập, thực lực cũng đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng thực lực của mấy thế lực lâu đời như nhà Hiên Viên, Kiếm Vũ Môn, Phu Tộc và cả Tiên Kiếm Tông cũng không hề kém cỏi gì. Cường giả Đăng Phong Cảnh của bọn họ cộng lại cũng phải lên đến hơn 20 người, bán bộ vị chi có vẻ ít, nhưng cũng phải vào tầm 4 người. Về phía Bắc Cảnh, cường giả Đăng Phong Cảnh lại lác đác không nhiều nhận gì, nhưng tất cả mọi người đều biết người có chiến lực mạnh nhất Bắc Cảnh chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên, đó chính là một trong những người đứng đầu. Ở một phía khác, Huyền Hoàng Chủ cũng đã chạy tới, thế nhưng nàng ta chỉ âm thầm chờ đợi. Đứng bên cạnh Huyền Hoàng Chủ chính là Lão Dương. Lão Dương nhìn những cường giả thần điện phía xa, khẽ nói, xem ra lần này thần điện thật sự quyết tâm rồi. Huyền Hoàng Chủ mỉm cười, thật ra bọn họ nên làm vậy từ lâu rồi. Bây giờ, có lẽ cũng không quá muộn, nhưng chắc chắn cái giá phải trả sẽ lớn hơn trước đó nhiều lắm. Lão Dương gật đầu, người kia, chắc hẳn hiện giờ cũng mạnh hơn không ít. Diệp Huyên. Có thể nói là người đàn ông ngày ngày đều mạnh lên đến mức khiến mọi người kinh ngạc. Lão Dương đột nhiên hỏi, bệ hạ, lần này có cần ra tay không? Huyền Hoàng Chủ gật đầu, có. Lão Dương thoáng do dự, sau đó nói, vạch mặt hoàn toàn với thần điện sao ạ? Huyền Hoàng Chủ nói khẽ, nếu giờ không ra tay, có lẽ về sau sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Ẩn nhẫn là đúng, nhưng nếu cứ ẩn nhẫn cả đời, không biết nắm chắc thời cơ thì có khác gì con rùa rụt cổ đâu. Dứt lời, bà ta nhìn về phía thương khung giới, khẽ nói, đi chuẩn bị chút đi. Lão Dương khê gật đầu, lặng yên rời đi. Trên không trung ở phía xa, lão già cầm thương của thần điện lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, đến lúc nhìn tới đội hình của cường giả Bắc Cảnh, sắc mặt lạnh như băng. Hối hận. Giờ phút này lão ta vô cùng hối hận. Không ngờ đã để cho Diệp Huyên tự do phát triển đến trình độ này rồi. Đáng ra phải diệt trừ Diệp Huyên từ sớm mới phải. Nhưng cũng may, bây giờ cũng không quá muộn. Lão già cầm thương nhìn xuống bên dưới, Diệp Huyên có đó không? Lúc này, An Lan Tú đột nhiên xuất hiện trước mặt lão già cầm thương, nàng nhìn lão ta, không có. Lão già cầm thương khẽ gật đầu, vậy thì chờ hắn. An Lan Tú hỏi, ông không ra tay à? Lão già cầm thương liếc An Lan Tú, hắn không ở đây,
ra tay với các ngươi đâu có nghĩa lý gì. Lúc này, Liên Vạn Lý xuất hiện bên cạnh An Lan Tú, nàng ta mỉm cười, hắn không ở đây, chẳng phải càng tốt cho việc các ông ra tay sao. Lão già cầm thương nhìn thoáng qua Liên Vạn Lý, không nói gì. Liên Vạn Lý nhìn sang An Lan Tú, giờ nên làm gì? An Lan Tú đáp, hắn sắp quay về rồi. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu. An Lan Tú nói khẽ, bảo cường giả đế cảnh trở xuống trong thành lui ra hết, à không, bảo tất cả lui ra hết đi. Liên Vạn Lý gật đầu, quay người rời khỏi. Chỉ một lát, tất cả mọi người trong Thiên Giang thành đều bắt đầu rút. Lát nữa mà đánh nhau, e là cả tòa thành sẽ biến mất. Cường giả thần điện cũng không hề ra tay, chỉ tùy ý để cho những người kia rút lui. Đúng lúc này, lão già cầm thương đột nhiên xoay người. Ở phía chân trời xa xa, hai luồng kiếm quang phi nhanh tới, chỉ một thoáng đã dừng lại trước mặt bọn họ. Ánh kiếm tản dần, người tới chính là Diệp Huyên và Tiểu Thất. Tiểu Thất! Nhìn thấy Tiểu Thất, vô số cường giả thần quốc bên dưới đều lập tức tỏ ra kích động. Là Tiểu Thất đó. Tuy Tiểu Thất rời đi đã lâu, nhưng địa vị của nàng ta trong lòng cường giả thần quốc vẫn chiếm vị trí vô cùng cao. Có thể nói rằng Tiểu Thất từng là trụ cột tinh thần của thần quốc. Tất nhiên, bọn họ cũng rất tôn kính Diệp Huyên, bởi vì Diệp Huyên đã dẫn bọn họ tới đại thế giới huyền hoàng, cùng bọn họ vượt qua thời điểm gian nan nhất. Bởi vậy đối với họ, bất kể Diệp Huyên hay Tiểu Thất là thần chủ, cũng chẳng hề có gì khác biệt. Nhìn thấy Diệp Huyên, hai mắt lão già cầm thương nheo lại, người lại mạnh lên rồi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bên dưới, sau đó nói, chuyển sang nơi khác chứ. Hắn cũng không muốn đánh nhau ở nơi này, nếu như đánh luôn tại đây thì toàn bộ Thiên Giang thành sẽ sụp đổ mất. Lão già cầm thương khẽ gật đầu, theo ý ngươi, đi theo ta. Dứt lời, lão ta liền quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn nhóm cường giả của nhà Hiên Viên ở bên dưới, các ngươi có bằng lòng đi cùng. Những cường giả kia thoáng ngẩn người, ngay sau đó lão tổ của nhà Hiên Viên liền gật đầu, lập tức dẫn theo đám cường giả nhà họ đi theo sau lưng Diệp Huyên. Thấy vậy, những người còn lại cũng đua nhau đi theo Diệp Huyên, tất cả đều là cường giả mạnh nhất Bắc Cảnh hiện giờ. Diệp Huyên lại quay đầu nhìn về vị trí của Huyền Hoàng chủ các đó không xa. Huyền Hoàng chủ mỉm cười, Diệp Vương cứ việc đi, ta sẽ không khiến Diệp Vương thất vọng đâu. Diệp Huyên gật đầu, mong là vậy. Dứt lời, hắn và Tiểu Thất liền dẫn theo mọi người biến mất ở phía xa. Trong nhóm đó có cả An Lan Tú, Liên Vạn Lý và Mạc Tà. Thực lực của bọn họ cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Hơn nữa, trận chiến lần này vô cùng quan trọng, bởi vậy cả ba đều quyết định đi theo Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không từ chối, chỉ lát sau cả đoàn người đã tiến vào trong tầng mây, cuối cùng đi tới một tinh không không rõ là chốn nào. Đại chiến tinh không. Tinh không vô cùng rộng lớn, hơn nữa còn có cách sửa chữa, vô cùng hợp để đánh một trận hoành tráng. Giữa tinh không. Lão già kia nhìn thoáng qua nhóm người Diệp Huyên, cuối cùng ánh mắt của lão ta dừng lại ở chỗ Diệp Huyên, ngươi và ta đấu tay đôi. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất, cô hay tôi đánh đây. Tiểu Thất ngẫm nghĩ, sau đó nói, để ta đi, ngươi giải quyết hết đám kia mất khoảng bao lâu. Diệp Huyên nhìn thoáng qua những người đi theo lão già cầm thương, sau đó đáp một kiếm một tên. Một kiếm một tên. Nghe Diệp Huyên nói vậy. Sắc mặt của đám người đi theo lão già cầm thương liền âm trầm hẳn. Một kiếm một tên sao? Đầu óc thằng nhóc Diệp Huyên kia bị uống nước à? Tiểu Thất thoáng trầm mặc, sau đó nói, được, vậy ta đánh kẻ mạnh nhất, còn ngươi xử lý đám lắt nhắt kia. Dứt lời, nàng ta liền nhìn về phía cường giả của thế lực nhà Hiên Viên, các người cứ tùy cơ mà hành động. Nói xong, nàng ta nhanh chóng bay thẳng tới trước mặt lão già cầm thương. Ong! Tiếng kiếm rung chấn động cả chân trời. Trong thoáng chốc Tiểu Thất lao tới, lão già cầm thương đột nhiên bước lên trước một bước, cùng lúc đó, cây thương trong tay lão ta cũng đâm thẳng vào luồng ánh kiếm đâm tới. Uỳnh! Cả chân trời tinh không chấn động mạnh trong giây lát, không gian mấy vạn trượng xung quanh cũng lập tức rạn nứt. Mà lúc này, Tiểu Thất đã thần không biết quỷ không quay xuất hiện trước mặt lão già cầm thương, kiếm của nàng ta đâm thẳng về phía cổ họng lão ta, nhanh như chớp. Lão già cũng phản ứng cực nhanh, trong giây lát Tiểu Thất đâm kiếm xa, cây thương trong tay lão cũng đâm về phía bụng nàng ta. Thương dài hơn kiếm,
hơn nữa, tốc độ cũng nhanh hơn. Tiểu thất không thể không thu hồi chiêu thức của mình. Ầm, cây thương rung mạnh, lập tức lệch hướng, lướt ngang qua bả vai tiểu thất, đúng lúc này, một ánh kiếm cũng chỉ thẳng vào giữa trán của lão già kia. Xoẹt, kiếm của nàng ta trực tiếp đâm vào không khí. Tiểu thất khẽ nheo mắt, nhanh chóng lùi về phía sau chừng trăm trượng. Nàng ta vừa mới lui về thì không gian vị trí mới rồi nàng ta đứng liền đột nhiên sụp đổ. Lão già cầm thương đâm chiếc thương trong tay vào không khí, lão ta nhìn tiểu thất, trong mắt lộ rõ vẻ phòng bị, vốn tưởng Diệp Huyên là kẻ yêu nghiệt nhất, không ngờ có người còn yêu nghiệt hơn cả hắn. Không hổ là người có số làm vua. Tiểu thất không nói gì, nàng ta chỉ khẽ xoay cổ tay, ngay sau đó, một loạt kiếm quang liền bắn ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, lão già cầm thương đột nhiên xông lên, thoáng chốc, vô số bóng thương cũng rung chuyển theo. Cách đó không xa, Diệp Huyên thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía 29 cường giả đăng phong cảnh, khẽ nhếch môi cười, biến thân. Uỳnh. Lúc Diệp Huyên vừa nói xong hai chữ kia, một luồng khí tức cường đại liền phát ra từ trong thân thể hắn, không gian xung quanh lập tức bị khuấy động, cùng lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện một ảo ảnh rồng khổng lồ màu vàng. Chân mệnh thiên long. Diệp Huyên không hề nhiều lời, lập tức xông thẳng lên. Xoẹt. Một âm thanh xé rách bỗng nhiên vang vọng khắp nơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, một cường giả đăng phong cảnh đối diện Diệp Huyên lập tức biến sắc, kiếm của Diệp Huyên nhanh đến mức đáng sợ. Phản ứng của cường giả đăng phong cảnh đó cũng cực nhanh, ánh kiếm vừa tới trước mặt thì ông ta đã đột nhiên đánh ra một quyền. Quyền vừa được đánh ra, uy lực mạnh mẽ giống như con đê vỡ cứ thế ảo ra ngoài. Uỳnh! Luồng kiếm quang kia của Diệp Huyên liền bị buộc ngừng ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, luồng kiếm quang kia đột nhiên bộc phát ra kiếm khí cường đại, và thế là uy lực của nắm đấm kia liền tan biến sạch. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt của người kia lập tức biến đổi, hai tay ông ta chụm lại giữ lấy thanh kiếm của Diệp Huyên, thế nhưng cũng trong giây lát đó, đồng tử của ông ta cũng co rụt lại. Tiêu đời rồi. Đây chính là suy nghĩ trong đầu ông ta lúc này. Xoẹt. Kiếm của Diệp Huyên cứ thế đâm thẳng qua, cuối cùng đâm vào giữa trán của cường giả đăng phong cảnh, máu tươi bắn tung tóe. Nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyên đã sử dụng luôn chiêu thức nhất kiếm vô lượng của mình. Đối mặt với cường giả đăng phong cảnh, hắn muốn tốc chiến tốc thắng thì chỉ có cách sử dụng nhất kiếm vô lượng. Sau khi Diệp Huyên chém tên cường giả đăng phong cảnh kia xong, linh hồn của ông ta đã bị kiếm chấn hồn hấp thu, mà Diệp Huyên thì biến mất không thấy bóng dáng. Biến mất. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt những cường giả đăng phong cảnh kia lập tức trở nên vô cùng khó coi, bởi vì bọn chúng phát hiện ra rằng mình không thể cảm nhận được khí tức của Diệp Huyên. Nếu nhìn thấy thì còn có vẻ không đáng sợ lắm, nhưng không thấy thì quả thật đáng sợ quá rồi. Đám cường giả thần điện có mặt đều âm thầm cảnh giác. Cách đó không xa, cường giả của thế lực Hiên Viên tộc lại có phần phấn khích. Diệp Huyên. Trước đây Diệp Huyên đã khiến bọn họ vô cùng đau đầu, nhưng hiện giờ lại trái ngược, rất dễ chịu là đằng khác. Giết chết đăng phong cảnh trong chớp mắt đó. Chuyện này đã để bọn họ nhìn thấy được hy vọng rồi. Mới đầu khi cường giả thần điện tới đây, trong lòng bọn họ có phần luống cuống, nhưng giờ phút này, chứng kiến cảnh Diệp Huyên giết chết một cường giả đăng phong cảnh trong giây lát, bọn họ liền cảm thấy ổn hơn hẳn. Diệp Huyên quả thật mạnh hơn trước kia nhiều lắm. Đúng lúc này, lão già cầm thương đang đánh nhau với tiểu thất ở cách đó không xa đột ngột lên tiếng, ra tay đi. Hắn ta sẽ xuất hiện. Nghe thấy lời nói của lão già cầm thương, đám cường giả thần điện có mặt đều đồng loạt nhìn về phía cường giả thuộc thế lực Hiên Viên tộc, ngay sau đó, bọn chúng xông thẳng về phía những người kia. Đúng lúc này, một tiếng kiếm rung đột nhiên vang vọng khắp nơi. Xoẹt! Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một tên cường giả đăng phong cảnh khác của thần điện đã bị chém bay đầu, máu tươi phun tung tóe. Chứng kiến cảnh này, những cường giả thần điện còn lại liền cảm thấy hốt hoảng, chúng nhao nhao lùi lại, mà Diệp Huyên thì vẫn không hề thấy bóng dáng đâu. Diệp Huyên đâu rồi? Đám cường giả thần điện ráo rác nhìn khắp bốn phía, thần trí của bọn chúng đã kết hợp lại thành một tấm lưới bao trùm mấy chục vạn dặm xung quanh, thế nhưng chúng vẫn không hề phát hiện ra tung tích của Diệp Huyên. Đừng nói là cường giả của thần điện, giờ phút này, ngay cả cường giả của thế lực Hiên Viên tộc cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Diệp Huyên không rút kiếm ra thì thôi,
một khi đã rút kiếm thì chính là giết trong giây lát, hơn nữa còn trong tình trạng không phát hiện được tung tích. Quá khủng bố! Đúng lúc này, từ phía chân trời xa xôi đột nhiên phát ra một tia chớp, những nơi nó đi qua, không gian lập tức bị đốt cháy sạch sẽ. Chứng kiến cảnh này, cường giả Bắc Cảnh có mặt đều thay đổi sắc mặt, bọn họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ánh chớp kia, đến lúc tia chớp đó rơi xuống, thì một cô gái liền xuất hiện phía trên đỉnh đầu mọi người. Giản Tự Tại. Khóe miệng Giản Tự Tại khẽ cong lên, tay phải vung ra. Quỳnh. Lôi quang kia lập tức mất tăm tích. Giản Tự Tại ngẩng đầu lên nhìn, phía trên vùng tinh không này có một cô gái tóc trắng đang đứng, nàng ta cứ thế nhìn Giản Tự Tại và Giản Tự Tại cũng nhìn lại nàng ta. Cô gái tóc trắng kia hơi híp mắt, bán bộ vị chi. Khóe miệng Giản Tự Tại khẽ cong lên, đúng. Cô gái tóc trắng lại nhìn chằm chằm, không thể dùng cảnh giới để đánh giá thực lực của một người. Lời vừa dứt, tay phải nàng ta đột nhiên vung lên, sấm sét chấn động rơi xuống. Sau khi những tia sét kia rơi xuống, một luồng uy áp lập tức tràn ra khắp nơi, đối mặt với luồng uy áp đó, ngay cả cường giả đăng phong cảnh cũng khó mà chống cự được. Giản Tự Tại mỉm cười, nhẹ nhàng chỉ lên trên, trong chớp mắt, không gian xung quanh nàng đột nhiên vỡ ra, tiếp theo đó, một tia sáng đen phóng thẳng lên trời, trực tiếp làm nổ tung đống sấm sét kia. Ầm ầm, cả tinh không chấn động mạnh, vô số lôi quang bắn tung tóe. Ở bên dưới, Giản Tự Tại khẽ phất tay áo, những tia sét đang lao vút về phía nàng lập tức biến mất tăm. Giản Tự Tại ngẩng đầu nhìn cô gái tóc trắng phía trên, cười bảo, xuống đây đánh một trận chứ. Cô gái tóc trắng mặt không cảm xúc, sao ngươi không lên đây? Ha ha! Giản Tự Tại cười to, lên thì lên. Lời vừa dứt, nàng đột nhiên phóng thẳng lên trời. Quỳnh! Một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên phóng thẳng lên trên. Giữa tinh không, cô gái tóc trắng khẽ quay đầu nhìn sang phải, bắt hắn ta tới đây. Ở chỗ mà nàng ta nhìn, một bóng đen liền xuất hiện, không hề phát ra tiếng động. Cô gái tóc trắng nhìn xuống Giản Tự Tại ở bên dưới, ngay sau đó, nàng ta lập tức lao xuống, kèm theo đó là vô số sấm sét, trông tựa như mặt trời đang rơi vậy. Ầm ầm, chỉ một thoáng, sâu trong tinh không liền vang lên những tiếng nổ vang rền. Giản Tự Tại và cô gái tóc trắng đại chiến với nhau. Diệp Huyên ở trong bóng tối nhìn lướt qua họ, vẻ mặt khẽ thả lỏng, Giản Tự Tại vẫn kìm chân được cô gái tóc trắng này, nếu không thì bọn họ sẽ không có bất cứ phần thắng nào cả. Bây giờ, có Giản Tự Tại ngăn cản cô gái tóc trắng, vậy thì Bắc Cảnh và Thần Điện có thể đánh nhau được rồi. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía đám cường giả Thần Điện cách đó không xa, với thực lực hiện giờ. Hắn chỉ có thể tung ra ba chiêu nhất kiếm vô lượng trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Còn một kiếm cuối cùng. Giết kẻ nào bây giờ? Dường như nghĩ tới gì đó, Diệp Huyên đột nhiên quay người nhìn về phía Tiểu Thất và lão già cầm thương đang giao chiến cách đó không xa. Lúc này, Tiểu Thất đang không phân cao thấp với lão ta. Ngẫm nghĩ giây lát, Diệp Huyên đột nhiên mất hút. Ở nơi xa. Lão già cầm thương đang giao chiến với Tiểu Thất đột nhiên cảm nhận được gì đó, sắc mặt lão ta hoàn toàn biến đổi, nhanh chóng quay người lại xoay ngang cây thương đỡ đòn. Quỳnh! Một luồng kiếm quang đột nhiên đâm tới, trong chớp mắt, cây thương trong tay lão già cầm thương lập tức bị gãy. Lão ta vừa muốn tránh chiêu của Diệp Huyên thì phía sau bỗng nhiên có một thanh kiếm đâm thẳng vào gáy lão, cùng lúc đó, kiếm của Diệp Huyên cũng chỉ thẳng vào giữa trán lão ta. Xoẹt! Xoẹt! Trong chớp mắt, cả người lão già cầm thương đã cứng ngắc. Diệp Huyên và Tiểu Thất cùng lùi về phía sau, dòng máu từ phần gáy và giữa trán lão già cầm thương lập tức phun ra như suối. Lão già cầm thương gắt gao nhìn Diệp Huyên trước mặt mình, ta nên giết ngươi từ lâu mới phải. Diệp Huyên đang muốn nói gì, nhưng đúng lúc này, sắc mặt của hắn và Tiểu Thất đều đồng thời biến đổi, hắn đột nhiên quay người lại, đã thấy ngay một luồng khí lạnh muốn đâm thẳng vào cổ họng mình. Quỳnh! Không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức bị khuấy động. Giờ phút này, chẳng biết trước mặt Diệp Huyên đã xuất hiện một bóng đen từ bao giờ. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn bóng đen kia, dao găm trong tay kẻ đó cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Hiện giờ thân thể của hắn chính là đăng phong cảnh, không chỉ vậy, hắn còn có rồng vàng hộ thể, có thể nói là ngay cả cường giả bán bộ vị chi cảnh cũng khó mà làm hắn bị thương nổi.
Đâm một kiếm vẫn chưa phá được phòng ngự của Diệp Huyên, bóng đen kia lập tức mở đi. Mà lúc này, đạo tắc không gian đột nhiên xuất hiện ở giữa trán DSM ngay sau đó, không gian mấy vạn dặm xung quanh lập tức chấn động mạnh. Diệp Huyên đột nhiên quay người, chém xuống một kiếm. Không gian cách đó trăm trượng lập tức vỡ nát, một bóng đen liên tục lùi nhanh lại. Chính là bóng đen vừa mới ám sát hắn. Diệp Huyên chỉ tay, ngay lập tức, mấy thanh phi kiếm lao vút về phía bóng đen kia. Rầm rầm rầm. Gã mặc đồ đen bị phi kiếm của Diệp Huyên chém đến mức phải nhanh chóng lùi lại, sau khi lùi được vài chục trượng, gã ta liền bị một thanh kiếm xuyên thủng ngực. Người ra tay chính là Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đã đứng ngay sau lưng gã ta. Diệp Huyên lạnh lùng liếc nhìn gã mặc đồ đen, không thể không nói, phần lớn đám sát thủ đều có một nhược điểm, đó là không thể đánh nhau chính diện. Sát thủ cần phải giết chết mục tiêu trong một chiêu thức, nếu như không làm được, vậy thì người chết có lẽ chính là bọn chúng. Tay phải của Diệp Huyên vung lên, kiếm chấn hồn bay vút ra, thoáng chốc, kiếm chấn hồn đã bắt đầu hấp thu linh hồn của lão già cầm thương lúc nãy và tên sát thủ này. Linh hồn càng mạnh thì càng bổ đối với kiếm chấn hồn. Diệp Huyên quay người nhìn về phía đám cường giả thần điện, giờ phút này, trong mắt bọn chúng ngập tràn vẻ kiêng kỵ. Thực lực của Diệp Huyên đã vô cùng mạnh, bây giờ lại còn có thêm một cô gái mệnh đế vương được mọi người ủng hộ, trình độ của con nhóc kia tuyệt đối không yếu hơn Diệp Huyên. Hai người họ liên thủ, quả đúng là hủy diệt trời đất. Đặc biệt là Diệp Huyên, một khi hắn ta thi triển kiếm kỹ thần bí kia, thật sự là giết người trong chớp mắt. Cường giả đăng phong cảnh cũng chẳng thể đỡ nổi. Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, giết. Lời vừa dứt, những cường giả bắc cảnh sau lưng hắn đã lập tức xông lên. Tiểu thất cũng xông lên, hơn nữa còn là người dẫn đầu chỉ đạo, khiến cho những kẻ khác cảm nhận được uy thế khó lòng chống đỡ. Nhìn thấy nhóm tiểu thất xông lên, song những cường giả thần điện kia cũng không hề tháo chạy, bọn chúng cũng xông thẳng về phía đám tiểu thất. Loại giao chiến chính diện như này, bọn chúng thật sự không sợ hãi. Điều bọn chúng sợ chính là thủ đoạn của Diệp Huyên kia. Đại chiến nổ ra. Diệp Huyên không hề ra tay, hắn quay người nhìn về tinh không phía xa, ở nơi đó chính là Huyền Hoàng chủ đang im lặng đứng. Diệp Huyên cười bảo, không giữ ý chút à. Huyền Hoàng chủ khẽ gật đầu, sau đó nói, ra tay. Lời vừa dứt, sau lưng bà ta bỗng nhiên xuất hiện 12 cường giả mặc áo giáp màu vàng. Là 12 cường giả đăng phong cảnh. Ngay sau đó, 12 kẻ kia lập tức đồng loạt xông thẳng về phía xa. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Huyền Hoàng chủ, trong lòng khẽ cảm thấy kinh ngạc, không ngờ cường giả đăng phong cảnh của Huyền Hoàng giới lại nhiều tới vậy. Ẩn giấu quá sâu. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn quay người nhìn về chiến trường phía xa, dưới sự chỉ đạo của tiểu thất, có thể nói rằng phía bắc cảnh đã toàn diện áp chế thần điện. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về tinh không phía xa, nơi đó đã biến thành một khu vực sấm sét vang dội. Trong khu vực đầy sấm sét đó, Giản Tự Tại và cô gái tóc trắng vẫn đang đánh nhau, coi bộ có vẻ sẽ khó mà phân thắng bại trong phút chốc được. Diệp Huyên im lặng. Nếu cứ tiếp tục đánh thế này, chắc chắn bên bắc cảnh sẽ giành chiến thắng. Nhưng hắn luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, hiện tượng lạ đột nhiên xuất hiện, tại thương khung giới, một luồng sáng màu trắng đột nhiên phóng thẳng lên trời, uy áp phát ra nhanh chóng bao phủ cả tinh không nơi Diệp Huyên đang ở. Diệp Huyên nhìn ánh sáng trắng ở phía xa đó, khẽ nheo hai mắt, quả nhiên chuyện không hề đơn giản như vậy. Thần điện lại có cao thủ nào xuất hiện? Diệp Huyên nhìn ánh sáng trắng đó, trong luồng sáng trắng có một người đàn ông trung niên đi ra. Người đàn ông trung niên mặc một lớp giáp da thú, tay phải cầm một cây rìu dài. Nhìn thấy người này, sắc mặt Diệp Huyên dần trở nên nghiêm trọng. Lại thêm một cao thủ. Hơn nữa còn là một cao thủ siêu cấp, người này khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Khó đánh được. Diệp Huyên khẽ siết chặt thanh kiếm trong tay phải. Một luồng sức mạnh uy lực bắt đầu ngưng tụ quanh người hắn. Ngay lúc này, cô gái tóc trắng trên tinh không đột nhiên gầm lên, cứ phải muốn từng bước sao. Vừa dứt lời, một ông lão xuất hiện cách Diệp Huyên không xa, ông lão cầm trong tay một quải trượng màu đen, đỉnh quải trượng là một cái đầu rắn sống động như thật. Không chỉ vậy, cách Diệp Huyên không xa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái mặc áo bào đen, trong tay cầm một lưỡi đao tròn,
đao tròn chuyển động lạnh lẽo sắc bén ghê người. Ba người. Sắc mặt Diệp Huyên nặng nề. Ba người này có thể đều là cao thủ vị chi cảnh trong truyền thuyết. Vậy thì đánh thế nào? Diệp Huyên nhìn ông lão cầm quải trượng ở trước mặt kia, đấu đơn. Ông lão đang định nói thì trên tinh không kia, đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, nói nhảm với hắn làm gì? Giải quyết hắn nhanh đi. Diệp Huyên. Nghe thấy lời của cô gái tóc trắng, ba cao thủ trước mặt Diệp Huyên lập tức xông về phía Diệp Huyên. Lần này thật sự không định cho Diệp Huyên một cơ hội nào. Ba cao thủ vị trí cảnh. Đây là muốn giết chết Diệp Huyên rồi. Thật ra, một người cũng có thể giết Diệp Huyên rồi, nhưng rõ ràng thần điện đã không còn muốn cho Diệp Huyên bất kỳ cơ hội nào. Ở phía xa, vẻ mặt Diệp Huyên có chút khó coi, ba cao thủ vị trí cảnh ra tay cùng lúc, ai có thể đỡ được. Diệp Huyên vung tay phải, một luồng sáng đen đột nhiên bay ra. Trước mặt Diệp Huyên, ông lão cầm quải trượng dẫn đầu lập tức bị đánh bay lùi sang nghìn trượng. Thấy vậy, cô gái và người đàn ông cầm rìu kia đều dừng lại, ở trước mặt ông lão quải trượng là một người đàn ông đang đứng, người đàn ông không có chút hơi thở nào. Đế thi. Vốn Diệp Huyên không muốn tùy tiện động đến đế thi này của ma chủ, nhưng lúc này hắn không còn cách nào khác, bởi vì hắn căn bản không thể chống lại được ba người này. Ông lão cầm quải trượng nhìn đế thi kia. Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, ta chặn hắn, các ngươi giải quyết Diệp Huyên. Vừa dứt lời, ông ta trực tiếp xông về phía đế thi kia. Còn cô gái đao tròn và người đàn ông cầm rìu kia cũng lập tức lao về phía Diệp Huyên, nhưng ngay lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước mặt cô gái đao tròn. Người đến chính là Liên Thiển. Liên Thiển liếc nhìn Diệp Huyên, còn lại một người, người tự mình giải quyết. Nói xong. Cơ thể nàng ta lập tức trở nên mờ ảo, trong chớp mắt, nàng ta và cô gái đao tròn kia lập tức biến mất không dấu vết. Diệp Huyên không có thời gian quan tâm đến Liên Thiển và cô gái đao tròn kia, bởi vì lúc này người đàn ông cầm rìu đã đến trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh rìu dài mang theo uy lực ngất trời mạnh mẽ rơi xuống. Diệp Huyên rút kiếm chém ra. Trong phút chốc, Diệp Huyên đã lùi mạnh ra ngoài nghìn trượng. Mà người đàn ông cầm rìu kia cũng lùi lại ước chừng mấy trăm trượng, không chỉ vậy, trên mặt lưỡi rìu trong tay gã còn xuất hiện một lỗ hổng. Kiếm Thiên Chu. Người đàn ông cầm rìu nhìn kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên, kiếm tốt. Vừa nói xong, đột nhiên gã ném mạnh rìu trong tay về phía Diệp Huyên. Vù. Tiếng động xé gió chợt vang lên. Diệp Huyên không lùi mà tiến lên, hắn cũng không cách nào lùi được. Cây rìu này không chỉ tốc độ nhanh mà còn bao trùm lấy hắn, khiến hắn không cách nào lùi được. Chỉ có thể cứng đấu cứng. Hai tay Diệp Huyên cầm kiếm Thiên Chu chém mạnh về phía trước, vừa chém xuống đã trực tiếp chém vào cây rìu kia. Có thể nói là đối đầu gay gắt. Diệp Huyên lập tức lùi mạnh, mà cây rìu kia vừa mới bay đi thì đột nhiên một cánh tay đã giữ lại nó. Chính là người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên mạnh mẽ dùng sức khiêng cây rìu xông về phía trước, lại bổ về phía Diệp Huyên, vừa bổ xuống giống như muốn bổ vỡ cả trời đất này, không gian trên đầu Diệp Huyên trong nháy mắt đã sụp đổ tan nát. Trước mặt người đàn ông trung niên, Diệp Huyên đạp mạnh chân phải, kiếm Thiên Chu trong tay hắn chém xuống, một luồng kiếm quang màu vàng từ mũi kiếm Thiên Chu lập tức phóng ra. Cả một vùng kiếm quang bùng nổ. Thoáng chốc Diệp Huyên và người đàn ông trung niên kia cùng lúc bị đánh lùi, trong quá trình lùi lại, Diệp Huyên khẽ điểm tay trái, trong nháy mắt hàng loạt kiếm quang bay ra chém về phía người đàn ông trung niên. Trong phút chốc, người đàn ông trung niên đã bị những kiếm quang này bao trùm. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn cánh tay của mình, lúc này cánh tay hắn đã vỡ nứt. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề. Nếu không phải thân thể hắn đã dung hợp với rồng vàng kia thì hắn căn bản không phải đối thủ của người đàn ông trung niên trước mặt này. Sức mạnh của đối phương vốn không phải là thứ hắn có thể chống lại được. Ở phía xa, lúc này người đàn ông trung niên cũng đã dừng lại, mà quanh người gã có khoảng gần 10 vết kiếm trên đó, cây rìu dài trong tay gã lại càng có nhiều vết nứt cùng vô số lỗ hổng. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, tầm mắt gã dừng ở kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên. Nhìn kiếm Thiên Chu này, gã chợt nhíu chặt mày. Thực lực bản thân Diệp Huyên cũng không gây được sức ép lớn gì đối với gã, thế nhưng, uy lực thanh kiếm trong tay Diệp Huyên này lại quá kinh khủng.
Diệp Huyên có thanh kiếm này cộng thêm thân thể rắn chắc của hắn, đã tương đương với việc ở vị thế không thể đánh bại rồi. Vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, ngay sau đó tiếng rồng gầm cùng với tiếng kiếm vang lên cùng lúc, chốc lát sau, một luồng kiếm quang đã đến ngay đỉnh đầu người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nâng tay bổ rìu xuống. Kiếm này vừa rơi xuống, Diệp Huyên lập tức bị đánh lùi về vị trí ban đầu nhưng người đàn ông trung niên cũng lùi mạnh cả trăm trượng, không chỉ vậy, cây rìu trong tay gã cũng đã rạn nứt. Thấy vậy, sắc mặt người đàn ông trung niên chợt u ám. Nếu không có cây rìu lớn này, gã căn bản không dám dùng thân thể mình để đỡ lấy kiếm của Diệp Huyên, kiếm trong tay Diệp Huyên quá sắc bén, ngay cả thân xác đang phong cảnh e là cũng không đỡ được. Ở phía xa, Diệp Huyên không ra tay, hắn quét mắt nhìn xung quanh, cách đó không xa, cao thủ do Tiểu Thất dẫn dắt đã áp chế toàn bộ những cao thủ kia của thần điện. Thực lực bản thân Tiểu Thất vốn đã rất mạnh rồi, một người đánh mấy người cũng không vấn đề gì, lại thêm 12 cao thủ đăng phong cảnh do Huyền Hoàng chủ phái đến nữa, vì thế cho dù là về số lượng hay là về chất lượng, thì bên Bắc Cảnh cũng không hề thua thần điện một chút nào. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn tinh không, trên tinh không kia, Giản Tự Tại và cô gái tóc trắng vẫn còn đang chiến đấu. Lúc này, hai cô gái chiến đấu đã gần nửa canh giờ nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Diệp Huyên phát hiện, hắn đã đánh giá thấp Giản Tự Tại rồi. Thực lực của Giản Tự Tại so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất rất nhiều. Nhưng hắn biết cô gái tóc trắng này, thực lực của đối phương không chỉ mạnh bình thường. Lúc này hắn lại nghĩ đến ma chủ. Nếu ma chủ ở trạng thái đỉnh cao, thì thực lực của y hẳn phải kinh khủng đến nhường nào. Phải biết là ma chủ còn trên cả Giản Tự Tại nữa. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, sau đó hắn nhìn về phía đế thi của ma chủ, nơi đó đế thi đã hoàn toàn trấn áp cao thủ vị chi cảnh kia rồi. Với tình hình trước mắt, nhiều nhất là nửa canh giờ nữa thì thần điện sẽ hoàn toàn bị đánh bại. Diệp Huyên quay người về phía Liên Thiển, lúc này đột nhiên Liên Thiển lại xuất hiện trước mặt hắn, trong tay nàng còn cầm một cái đầu đầy máu. Chính là đầu của cao thủ vị chi cảnh kia. Diệp Huyên ngây người. Đây là kết thúc rồi. Diệp Huyên vội nói, Liên Thiển cô nương, cô. Liên Thiển chợt nói, ta nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng ta lập tức quay về trong tháp giới ngục. Diệp Huyên ở tại chỗ cả mặt ngơ ngác. Hắn còn đang muốn Liên Thiển giải quyết người đàn ông cầm rìu này nữa kìa. Diệp Huyên dẹp bỏ suy nghĩ, hắn nhìn người đàn ông cầm rìu cách đó không xa. Không nói lời thừa thãi nào, hắn lập tức xông qua, trong chớp mắt, một âm thanh xé rách chợt vang vọng trong sân. Cách đó không xa, người đàn ông cầm rìu khẽ nheo hai mắt, ánh mắt gã chợt trở nên hung tợn, tay phải cầm rìu vỡ bổ mạnh về phía trước, phá. Bù! Vừa bổ xuống, không gian trước mặt gã đột nhiên nứt toạc, một luồng sức lực cuộn trôi như núi lửa bùng nổ. Ầm ầm! Trong chớp mắt, kiếm quang của Diệp Huyên lập tức bị chém vỡ. Còn bản thân Diệp Huyên trực tiếp bị đánh bay ra nghìn trượng. Người đàn ông cầm rìu vừa định thừa thắng xông lên thì cây rìu trong tay gã lại vỡ nứt, hóa thành từng mảnh vụn dưới đất. Người đàn ông cầm rìu sững người. Hết rồi. Người đàn ông cầm rìu không nghĩ nhiều, gã lập tức lao đến trước mặt Diệp Huyên, đánh mạnh một quyền về phía Diệp Huyên. Đánh quyền. Không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức bị nứt toạc, hàng loạt vết nứt trải rộng khắp nơi. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyên cầm kiếm chém về phía trước. Bù! Tiếng rồng gầm và tiếng kiếm cùng lúc vang lên. Ầm ầm! Diệp Huyên lại bay ra ngoài, lần này miệng hắn còn chảy ra cả máu, thế nhưng thân xác hắn vẫn còn mạnh mẽ đỡ được phần lớn sức lực từ người đàn ông cầm rìu kia. Thân xác này của hắn không chỉ đơn thuần là thân xác đăng phong cảnh, còn là sức mạnh phòng ngự của rồng vàng. Cả hai hợp làm một. Không chỉ đơn giản là một cộng một như vậy. Đối diện Diệp Huyên, người đàn ông cầm rìu không còn ra tay, gã cúi đầu nhìn nắm tay của mình, lúc này, nắm tay gã đã rạn nứt khắp nơi, không chỉ vậy, ở khe hở nắm tay còn có một vết kiếm rất sâu. Máu tươi nhuộm đỏ cả tay gã. Người đàn ông trung niên trầm mặc một lúc, sau đó nhìn Diệp Huyên, tại sao người lại có nhiều thần khí như vậy? Giọng nói nghe có vẻ không cam tâm và oán giận. Nếu không do phải thanh kiếm này của Diệp Huyên thì hắn đã giải quyết được Diệp Huyên rồi. Một thanh kiếm mạnh mẽ giúp cho sức chiến đấu của kiếm tu tăng thêm rất rất nhiều.
Đặc biệt là thân xác Diệp Huyên lại còn rắn giỏi như vậy, đây căn bản không giống như kiếm tu mà là giống thể tu. Diệp Huyên không nói nhiều với người đàn ông trung niên, hắn đang định ra tay thì ngay lúc này, trong tinh không kia chợt vang lên tiếng kiếm, ngay sau đó một thanh kiếm màu đen từ trên trời rơi xuống, sau đó chậm rãi rơi xuống trước mặt người đàn ông trung niên. Kiếm đen. Diệp Huyên ngây người. Lúc này, cô gái trên tinh không lại nói, dùng kiếm này đánh với hắn. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, gã đang định cầm lấy kiếm đen kia thì ngay lúc ấy, thanh kiếm đen kia bỗng hóa thành một luồng kiếm quang bay đến trước mặt Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên sững sờ. Ngay lúc này Diệp Huyên cũng sững sờ tự mình bay đến. Nhìn thanh kiếm màu đen trước mặt, Diệp Huyên thật sự ngây người. Thanh kiếm này tự mình bay đến sao? Không chỉ Diệp Huyên ngây người mà người đàn ông trung niên cách đó không xa cũng sững sờ. Thanh kiếm này không phải là cho bản thân gã sao? Sao lại chạy về phía Diệp Huyên rồi? Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn lên tinh không, xác định là không đưa nhầm. Ngay lúc này, Diệp Huyên ở gần đó đột nhiên cầm lấy thanh kiếm đen đó, thanh kiếm khẽ rung lên, một tiếng kiếm vang vọng trong tinh không. Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, hắn mở lòng bàn tay, ba thanh kiếm còn lại cũng xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm của cô gái váy trắng, kiếm của tiểu thất, kiếm thiên chu, và cả thanh kiếm màu đen trước mặt này. Bốn kiếm đã có đủ rồi. Bản thân Diệp Huyên cũng không ngờ được bốn thanh kiếm này lại được gom đủ như thế này. Ở phía xa, sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên vô cùng nặng nề. Bốn thanh kiếm này trong tay Diệp Huyên, thật sự là thanh kiếm này còn mạnh hơn thanh kia nữa. Đánh thế nào? Người đàn ông trung đã muốn rút lui rồi. Cảnh giới gã cao hơn Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên trước mặt này căn bản không thể đánh giá theo lẽ thường được. Nếu dùng cảnh giới để đánh giá thực lực của Diệp Huyên thì tuyệt đối sẽ chết rất rất thảm. Ở phía xa, Diệp Huyên nhìn bốn thanh kiếm ở trước mặt, lúc này, hắn muốn hợp nhất bốn thanh kiếm này rồi. Bốn kiếm hợp làm một, sẽ có chuyện huyền bí xảy ra. Diệp Huyên nhếch miệng khẽ cười, kiếm ý của hắn lập tức bao phủ cả bốn thanh kiếm. Rất nhanh sau đó, dưới sự thúc giục của kiếm ý, bốn thanh kiếm dần dần hợp lại. Mà khoảnh khắc khi kiếm thiên chu và kiếm thủ vừa mới tiếp xúc. Một luồng kiếm quang mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ từ trước mặt hắn. Trong chớp mắt, Diệp Huyên lập tức chấn động lùi lại đến mấy nghìn trượng, mà sau khi hắn dừng lại, bản thân hắn cũng ngây người. Lúc này trên thân xác vô địch ấy, hàng loạt vết chém dày đặc trải rộng, vô cùng ghê người. Đầu óc Diệp Huyên trống rỗng, sao lại như vậy? Mà cao thủ Bắc Cảnh và cao thủ thần điện trong sân cũng ngơ ngác, Diệp Huyên đang chơi đùa gì vậy? Tự hại mình sao? Ngay lúc ấy, trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên phát tiếng kêu gào thảm thiết, đó là âm thanh của rồng vàng. Rõ ràng, vừa rồi tia sáng vàng kia đã khiến nó bị thương nặng. Cảm nhận được cảm xúc của rồng vàng, Diệp Huyên khẽ cười, xin lỗi, không nghĩ là sẽ như vậy. Quả thực hắn không ngờ bốn kiếm này hợp nhất lại sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Bây giờ xem ra muốn hợp nhất bốn kiếm này vốn không đơn giản như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, ba thanh kiếm thiên chu này có địch ý vô cùng lớn đối với kiếm của cô gái váy trắng. Lúc bình thường còn có thể sống yên ổn vô sự với nhau, nhưng một khi hợp nhất thì ba thanh kiếm kia lại không nguyện ý. Như vậy có chút khó giải quyết. Ngay lúc này, trên tinh không xuất hiện một luồng sét dữ dội, sấm sét chấn động tinh không, không gian xung quanh tinh bỗng chốc bắt đầu vỡ nứt từng tầng một. Lúc này, tất cả mọi người trong sân đều dừng lại. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về nơi sâu thẳm tinh không. Mọi người đều biết, nơi đó mới là mấu chốt quyết định thắng bại của hai bên. Diệp Huyên siết chặt tay phải, giản tự tại đánh bại cô gái tóc trắng kia được không? Bây giờ hắn có chút lo lắng rồi. Sao lại có cảm giác cô gái tóc trắng này càng đánh lại càng mạnh vậy? Ngay lúc ấy, trên tinh không đột nhiên sôi trào lên, rất nhanh sau đó, toàn bộ tinh không bắt đầu bốc cháy lên. Thấy vậy, sắc mặt mọi người trong sân đều thay đổi, ồn ào rút lui, Diệp Huyên cũng vội vàng rút lui, bởi vì sức mạnh kia đã lan đến bên phía bọn họ rồi. Mọi người đều lùi ra ngoài ước chừng đến gần chục nghìn trượng. Mà khi đó, nơi sâu thẳm tinh không dần dần trở nên yên tĩnh, hai cô gái lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cô gái tóc trắng và giản tự tại. Lúc này,
quanh người cô gái tóc trắng sấm sét bắn khắp nơi, như thể là lôi thần giáng thế vậy. Giản Tự Tại để tay phải sau lưng, tóc đen không gió nhưng khẽ tung bay, khẽ nhếch miệng cười lạnh, rất ung dung. Cô gái tóc trắng nhìn Giản Tự Tại, rốt cuộc ngươi là người nào? Thời khắc này, đột nhiên nàng ta phát hiện ra, cô gái trước mắt này so với nàng ta tưởng tượng còn mạnh hơn rất rất nhiều. Giản Tự Tại khẽ cười, Giản Tự Tại. Cô gái tóc trắng khẽ nheo mắt, chưa từng nghe bao giờ. Giản Tự Tại cười nói, chẳng phải bây giờ nghe rồi sao? Cô gái tóc trắng nhìn Giản Tự Tại chằm chằm, sau đó nàng ta nhìn xuống bên dưới, lúc này, thần điện chỉ còn lại 16 cao thủ đăng phong cảnh. Gần như đã bị giết hết một nửa. Thấy vậy, vẻ mặt cô gái tóc trắng lập tức trở nên hung tợn, nàng ta nhìn những cao thủ thần điện kia ở bên dưới, một đám đần độn. Thần điện vốn có thể giải quyết Diệp Huyên sớm rồi, nhưng thần điện cứ lần lữa không làm, cứ phải đi dây dưa người sau lưng Diệp Huyên là ai. Bây giờ, Diệp Huyên đã lớn mạnh đến mức không phải thần điện muốn giết là có thể giết được nữa rồi. Hoặc là nói, bây giờ muốn giết Diệp Huyên, bắt buộc phải trả cái giá rất lớn. Chỉ riêng Giản Tự Tại cũng đã đủ khiến thần điện đau đầu rồi. Cô gái tóc trắng như nghĩ đến gì đó, đột nhiên nàng ta nhìn Diệp Huyên bên dưới. Sắc mắt lạnh đến cùng cực. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói chuyện không? Cô gái tóc trắng hung tợn nói cái gì? Có gì để nói, không phải là ngươi chết thì là ta chết, ngươi. Bên dưới, đột nhiên Diệp Huyên nhìn sang tiểu thất, giết sạch người của thần điện bọn họ, một người cũng đừng để chạy. Tiểu thất rất phối hợp, lập tức trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang xông về phía những cao thủ thần điện cách đó không xa. Mà phía sau tiểu thất, những cao thủ bắc cảnh kia cũng đồng loạt xông lên. Thấy vậy, những cao thủ thần điện kia lập tức đều biến sắc. Bọn họ mất ưu thế về quân số, phải đánh thế nào? Cũng may, lúc này cô gái tóc trắng chợt nói, rút về thần điện. Nghe thấy lời của cô gái tóc trắng, những cao thủ thần điện đó lập tức quay người chạy trốn. Trốn! Nhìn thấy những cao thủ thần điện bỏ chạy, cao thủ bắc cảnh lập tức ngây người. Bọn họ đang định đuổi theo thì Giản Tự Tại bên trên đột nhiên nói, dừng lại. Nghe thấy lời của Giản Tự Tại, các cao thủ bắc cảnh đều dừng lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn Giản Tự Tại và cô gái tóc trắng bên trên. Cô gái tóc trắng thì vẫn đang nhìn Diệp Huyên, ánh mắt nàng ta không hề che giấu sát ý. Ở bên dưới, Diệp Huyên trầm mặc, người phụ nữ này rất muốn mình chết. Lúc này, đột nhiên cô gái tóc trắng kia nhìn sang Giản Tự Tại. Nàng ta nhìn Giản Tự Tại chằm chằm, người thích xen vào chuyện người khác như vậy, đến lúc đó thì chôn cùng với hắn đi. Vừa dứt lời, nàng ta đã quay người biến mất ở nơi xa. Trên tinh không, sau lưng cô gái tóc trắng, sấm chớp chợt lóe lên. Thấy cô gái tóc trắng rời đi, Giản Tự Tại im lặng một lúc, cuối cùng nàng ta quay người, vừa quay người lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Giản Tự Tại đã nhẹ giọng nói, đi. Nói xong thì nàng ta đã nắm lấy cánh tay Diệp Huyên, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Trong sân, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Bên kia, Giản Tự Tại và Diệp Huyên đai dạo trong tinh không. Giản Tự Tại chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên do dự một chập, sau đó hỏi, tỷ, sao vậy? Giản Tự Tại liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cô gái đó không đơn giản. Diệp Huyên hỏi, cô gái tóc trắng sao? Giản Tự Tại gật đầu, thần điện này lại càng không đơn giản. Quan trọng nhất là bây giờ bọn họ sẽ không để cho ngươi có cơ hội. Cô gái này hoàn toàn bỏ qua người sau lưng ngươi, bây giờ nàng ta chỉ nhắm vào ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Giản Tự Tại trầm mặc. Diệp Huyên cười nói, tỷ, rốt cuộc người muốn nói gì vậy? Đừng lo lắng, thật đó, năng lực chịu đựng của ta cũng khá mạnh đó. Giản Tự Tại nhìn về hướng thương khung giới, khẽ nói, lúc nãy, ta cảm nhận được một luồng năng lượng rất mạnh, năng lượng đó khiến ta có phần bất an. Năng lực rất mạnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, năng lực gì? Diệp Huyên lắc đầu, không biết, nhưng có thể là thần trong truyền thuyết. Diệp Huyên đi đến trước mặt Giản Tự Tại, thấp giọng hỏi, rốt cuộc thần trong truyền thuyết là loại tồn tại thế nào? Giản Tự Tại nhẹ giọng nói, không biết. Nhưng có lẽ là rất rất mạnh. Rất rất mạnh. Sắc mặt Diệp Huyên u ám,
khiến Giản Tự Tại cũng nói là rất mạnh thì chắc chắn không phải là mạnh bình thường rồi. Đột nhiên Diệp Huyên lại cười khổ, sao ta lại thảm như vậy chứ? Nói thật, đời này của hắn không phải đang chiến đấu thì cũng là đang trên con đường chiến đấu. Thật sự là một khắc cũng chưa từng dừng lại bao giờ. Lúc nào mới kết thúc đây? Như nghĩ đến gì đó, đột nhiên Diệp Huyên lấy tháp giới ngục ra, nhìn tháp giới ngục, hắn thấp giọng thở dài, huynh đệ, lắc ra một ít cao thủ ngũ duy đến giúp ta có được không? Tháp giới ngục khẽ rung lên như đang biểu đạt gì đó. Lúc này, Tiểu Linh Nhi chợt nói, nó không cảm nhận được. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, hắn vội hỏi Liên Thiển cô nương, tháp này đang ứng ngũ duy sao? Nó muốn làm gì? Hắn có chút hoảng loạn, bởi vì tháp nhỏ này cảm ứng cao thủ ngũ duy, đối phương qua đây có thể không phải giúp đỡ mà lã đến giết hắn. Trực giác mách bảo hắn, bây giờ đừng tiếp xúc với ngũ duy, nếu không kết cục có thể còn thảm hơn. Liên Thiển không nói gì. Diệp Huyên đang muốn hỏi thì đột nhiên Viên Già lên tiếng, đừng để nó cảm ứng ngũ duy. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Có phải là sẽ xảy ra chuyện không? Giọng nói Viêm Già có chút nghiêm trọng, sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngũ Duy có rất nhiều người ngấp nghé tháp này, hơn nữa ở Ngũ Duy, tháp này còn có một tác dụng vô cùng lớn nữa. Nói chung, người của Ngũ Duy sẽ còn điên cuồng hơn cả người ở đây, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là cô gái váy trắng, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, Viêm Già, người đừng dọa ta. Viêm Già xuất hiện trước mặt hắn, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ta không dọa ngươi. Cô gái váy trắng đủ mạnh, rất mạnh, nhưng trừ phi nàng ta từng thời từng khắc bảo vệ ngươi, nếu không những người đó sẽ có cả vạn cách giết chết ngươi. Thời gian và không gian của ngũ duy căn bản không phải là khái niệm. Diệp Huyên giang hai tay, nói vậy thì cả đời này của ta đã định trước là sẽ bi thảm sao? Viêm Già lắc đầu, nếu ngươi thật sự thu phục được tháp này, tụ khí đạo tắc cửu đạo, thì cho dù là ngũ duy thì cũng không có mấy người có thể giết được ngươi. Diệp Huyên cười khổ, tháp giới ngục này bây giờ dễ thu phục, nhưng nếu linh trí đối phương khôi phục. Ngay lúc này, đột nhiên Giản Tự Tại nhìn Viêm Già, cao thủ của ngũ duy mạnh đến mức độ nào? Viêm Già trầm mặc. Giản Tự Tại lại nói, không thể nói. Viêm Già lắc đầu, ngũ duy rất phức tạp. Giản Tự Tại cười nói, kiểu như ta đến ngũ duy, có phải sẽ khẽ trở thành đồ bỏ không? Viêm Già lắc đầu, ngươi không giống, ngươi và ma chủ kia đều không giống, chỉ là ngũ duy này. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra điều khác thường, ở thương khung giới xa xôi, một luồng sáng đỏ đột nhiên phóng thẳng lên trời, ngay sau đó, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì luồng sáng đỏ đó đã đâm thẳng vào giữa hàng mày Diệp Huyên. Trong phút chốc, giữa hai hàng mày Diệp Huyên đã xuất hiện một chữ tội đỏ như máu. Thần phạt! Thần phạt! Diệp Huyên trực tiếp ngẩn người. Tia sáng màu đỏ kia là cái quỷ gì thế? Hắn vội vàng lấy ra một cái gương, khi hắn nhìn thấy chữ tội giữa hai đầu lông mày của mình thì sững sờ. Tội! Diệp Huyên nhìn về phía Giản Tự Tại trước mặt, Giản Tự Tại xòe hai tay, không biết là trò. Đúng lúc này, Huyền Hoàng chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Vẻ mặt bà ta vô cùng nghiêm trọng, đây là thần phạt. Diệp Huyên nhíu mày, thần phạt, là cái quỷ gì vậy? Huyền Hoàng chủ nhìn Diệp Huyên, có nghĩa ngươi chính là người mà thần muốn trừng phạt. Mà cũng chỉ có thần mới có thể giáng xuống hình phạt, nói cách khác, ngươi bị một vị thần nhìn trúng. Bị thần nhìn trúng. Diệp Huyên thấp giọng nói, vị thần đó chọn ta. Huyền Hoàng chủ lắc đầu, không biết nữa, có điều nếu đã được xưng là thần. Vậy tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nói đến đây, bà ta dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, hiện giờ cô gái váy trắng đang ở đâu? Cô gái váy trắng. Xem ra đến cả Huyền Hoàng chủ cũng thấy hiện tại chỉ có sự xuất hiện của cô gái váy trắng mới có thể thật sự đối đầu được với thần điện. Diệp Huyên lắc đầu, ta không thể dựa dẫm hoàn toàn vào nàng ấy. Lần này để ta tự mình đối mặt đi. Đương nhiên hắn hy vọng cô gái váy trắng xuất hiện. Bởi vì thần điện rất mạnh. Nhưng hắn càng hiểu rõ, bản thân không thể ỷ mãi vào nàng ấy. Hơn nữa trực giác mách bảo hắn, có thể cô gái váy trắng đang bận chuyện quan trọng gì khác. Bất kể thế nào, giờ phút này hắn vẫn thầm nghĩ dựa phải vào chính mình. Đúng lúc này, đột nhiên Huyền Hoàng chủ nói, thần trong truyền thuyết có thể phải xuất hiện.
Diệp Huyên nhìn về phía Huyền Hoàng Chủ, đến tột cùng thì thần trong truyền thuyết này là cái gì tồn tại vậy? Huyền Hoàng Chủ lắc đầu, không biết, bọn họ rất thần bí. Trước đây tổ tiên ta đã từng tiếp xúc qua với bọn họ, nhưng sau đó tổ tiên ta liền biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.